Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 941. Nhưng mà mấy người nghĩ đến thu hoạch sau cuộc chiến đồng minh của hắn thì trong lòng cũng đã hiểu ra. Đổi lại là bọn họ, trong tay có 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm, trong 7 ngày thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 6 cũng khá dễ dàng. Chỉ là vẫn có chút ngạc nhiên, chính xác mà nói là hâm mộ. 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm, há có phải tùy ý mà lấy được, đối với trưởng lão mà nói còn là một khoản cực lớn. Lạc Phong ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ, ông ta vốn dĩ thấy tu vi của Lâm Nhất không cao, nền tảng chưa đủ. Mới lấy linh ngọc thắng được từ ván cược đắt giá này giao hết cho hắn, là vì để hắn có thể mau chóng thăng cấp tu vi. Được, người hãy đánh một quyền ta xem. Tu vi mặc dù thăng cấp, nhưng nếu như không đủ cô đọng thì cũng chỉ là vẻ ngoài, một bình hoa di động mà thôi. Lạc Phong trưởng lão đây là muốn khảo nghiệm Lâm Nhất, xem hắn có phải là chỉ để ý cái trước mắt, từ đó khiến căn cơ không đủ vững. Nếu như không qua được ải này, có thể sẽ không để cho hắn đi tham dự yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa nữa. Dù gì Lâm Nhất bây giờ danh tiếng hiển hách, có rất nhiều người nghe danh đến người này mà chưa từng gặp mặt. Một khi gặp được, thấy hắn căn cơ không đủ vững, chân nguyên không đủ cô đọng thì chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo. Đến lúc đó, thứ bị mất chính là mặt mũi của kiếm các. Lâm Nhất gật đầu, hít sâu một hơi, đi đến mảnh đất trống bên cạnh. Bỗng nhiên, không chỉ ánh mắt của nhóm người Lạc Phong trưởng lão rơi trên người hắn, mà những đệ tử đến đây để đưa tiễn cũng đều chuyển hết về phía hắn. Có rất nhiều âm thanh nghị luận bàn tán, thần sắc nhìn về phía Lâm Nhất đầy phức tạp, có hâm mộ, có đố kỵ, có hoài nghi. Tu vi này tăng cũng nhanh thật. Trong cuộc chiến đồng minh mới vừa đột phá huyền võ tầng thứ 5, mà bây giờ đã thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 6 rồi. Sợ là căn cơ sẽ không vững đâu, tốc độ này nhanh quá rồi. Quả thực có chút nhanh, phỏng chừng Lạc Phong trưởng lão cũng có chút nghi ngờ mới để hắn đánh một quyền để do thám thực hư. Chẳng lẽ hắn mà không qua được cửa ải này, Lạc Phong trưởng lão sẽ không để hắn tham gia vào yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa? Khó nói. Cứ xem đã. Trong tiếng bàn tán xôn xao của rất nhiều người, lại có chút chờ mong Lâm Nhất đánh ra một quyền xấu mặt, không qua được ải này của Lạc Phong. Với tu vi của Lâm Nhất, bốn phía lời ra tiếng vào, đương nhiên hắn nghe được rất rõ, nhưng vẫn chưa đủ để làm tâm cảnh của hắn bị rối loạn. Đối với một quyền này, Lâm Nhất cũng rất là tự tin, dù gì Lạc Phong trưởng lão và những người khác đều biết. Hắn không phải chỉ dựa vào linh ngọc nhị phẩm để thăng cấp, mà là bất luận bọn họ thế nào, nghĩ đến nát óc cũng sẽ không nghĩ ra quả huyết viêm. Chương 942. Bốn phía nín thở tập trung, ánh mắt đều rơi lên người Lâm Nhất đầy vẻ mong chờ. Thần sắc Lạc Phong bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm, ông ta bảo Lâm Nhất đánh thử một quyền. Ngoại trừ kiểm tra căn cơ của hắn có vững hay không ra, còn có tâm tư của hắn. Với tu vi và cảnh giới của Lâm Nhất, trong đám đệ tử nội môn có không ít người cao hơn hắn. Ví dụ như nói nhóm đệ tử đến đưa tiễn này, liếc mắt nhìn qua đã có không ít đệ tử nội môn ở cảnh giới huyền võ tầng thứ 7. Có ai mà không muốn tham gia yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa, nhưng số lượng người tham gia có hạn, Lâm Nhất chiếm một chỗ thì những người khác sẽ bị mất phần. Cho dù là Mai hộ pháp chỉ định Lâm Nhất nhưng cũng phải có chút gì đó để thuyết phục được mọi người. Lạc Phong cho rằng chỉ cần một quyền này tung ra mà có thể phát huy được uy lực của huyền võ tầng thứ 6 để so sánh được với đối thủ cùng cảnh giới là đủ rồi. Dù gì, Lâm Nhất mới vừa thăng cấp lên huyền võ tầng thứ 6, về thời gian so với những người khác cùng cảnh giới khó mà bị kịp được. Hẳn là sẽ không có vấn đề gì, dù gì căn cốt của Lâm Nhất không tệ, linh thể bát phẩm đã là số ít trong cả kiếm các rồi. Bắt đầu đi. Đè nén sự thấp thỏm trong lòng xuống. Lạc Phong gật đầu ý bảo Lâm Nhất có thể xuất quyền. Bắt đầu rồi sao? Ánh sáng trong đáy mắt Lâm Nhất lóe lên, đồng thời kích hoạt 6 sợi huyền mạch trong người, chân nguyên hùng hậu rồi dào sao động không ngừng trong cơ thể. Theo sự chuyển động của chân nguyên, khí chất Lâm Nhất bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên, từng đợt lại từng đợt uy áp khủng khiếp rít gào bắn ra. Tóc dài tung bay, hắn giống như một thanh kiếm sắc bén tuốt khỏi vỏ, phong mang tùy ý. Khắp người từ trên xuống dưới tràn đầy sức mạnh bộc phát không gì sánh nổi. Khí thế mạnh quá. Nhóm đệ tử đến đưa tiễn dưới chân núi nhìn thấy cảnh này,
sắc mặt thoáng đổi, không nhịn được mà ngạc nhiên hô lên. Năm ngón tay siết chặt, chân nguyên ảo ạt cuồn cuộn như nước sông chảy xiết. Chân nguyên sau khi được quả huyết viêm thiêu đốt trở nên hùng hậu và ngưng trọng, không bao hàm chút xíu tạp chất nào. Cùng với chân nguyên đang chuyển động trong cơ thể hắn, ánh sáng màu tím bóng bẩy bắn ra tứ phía. Chân nguyên không ngừng rót vào quyền mang trên người, trong cơ thể Lâm Nhất tràn ra từng tia sáng mỏng manh sắc tím, khiến hắn trông như một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Không đợi mọi người có bất kỳ phản ứng gì, Lâm Nhất vung ra một quyền với tốc độ sét đánh. Quỳnh! Quyền mang tung ra, và đập vào trong không khí gây ra một tiếng nổ như sấm rền rung động cả màng nhĩ khiến mọi người ngây ra trong thoáng chốc. Quỳnh quỳnh quỳnh! Quyền mang nổ tung, dư âm khí thế chưa tan, hóa thành tám luồng sóng khí cuồn cuộn xung quanh cơ cho thể Lâm Nhất. Cuồng phong nổi lên, cuốn bay cát bụi, trong một thoáng, bụi bay mù mịt như một cơn bão cát khủng khiếp bao phủ bầu trời. Chương 943. Nhìn về phía người thiếu niên tóc dài tung bay kia bên trong cơn bão, tất cả mọi người mới giật mình tỉnh táo lại, trong lòng rung động không thôi. Một quyền này đừng nói là người cùng cảnh giới huyền võ tầng thứ 6. Cho dù là huyền võ tầng thứ 7 thì cũng chẳng mấy người có thể chặn lại được. Chân nguyên của Lâm Nhất hùng hậu đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi, thanh uy cỡ này, rất khó có thể tưởng tượng nó được xuất ra từ trong tay một người cảnh giới huyền võ cấp 6. Nhất là một quyền mà hắn tung ra kia, rõ ràng không hề tích quá nhiều sức, rõ ràng chỉ là một đòn tấn công rất tùy ý. Người trước đó còn hoài nghi hắn đều nuốt một ngụm nước bọt, không dám lại nói thêm nửa chữ nào nữa. Đến cả nhân tài bảng địa cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 như Đường Thông cũng phải hít một hơi sợ hãi, đáy mắt thoáng lên tia sáng kỳ lạ. Rốt cuộc là hắn vẫn coi nhẹ Lâm Nhất, khí thế của một quyền này quả thực kinh người, không thể xem thường. Trong mấy người, duy chỉ có Hân Nghiên là mặt cười tươi rói, không hề có chút ngạc nhiên nào. Lâm Nhất luyện hóa của huyết viêm, tu vi mới thăng cấp một tầng, nhưng độ vững chắc của căn cơ, độ cô đọng của chân nguyên đã đủ để đoán được nó đáng sợ cỡ nào. Trong lòng cô ta đánh giá, chân nguyên của Lâm Nhất có thể khủng khiếp đến mức tương đương với tầng thứ 7. Nếu như công pháp mà hắn tu luyện không tệ, có thể luyện hóa hết hiệu quả của quả huyết viêm thì đám người Đường Thông cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 sơ kỳ chưa chắc đã có thể dễ dàng trấn áp được Lâm Nhất. Quả huyết viêm thêm với số lượng hàng ngàn viên linh ngọc nhị phẩm mà Lâm Nhất luyện hóa trước đó đã mang đến cho hắn sức mạnh này. Hân Tuyệt như có điều suy nghĩ, trong mắt mang theo ý cười, y dường như đoán được chút gì đó, chẳng qua không định sẽ đi vạch trần mà thôi. Nếu nói người bị rung động nhất thì đương nhiên không ai khác ngoài Lạc Phong trưởng lão. Ông ta vốn chỉ là hy vọng Lâm Nhất có thể phát huy được mức độ của huyền võ tầng thứ 6 nên có là đủ rồi, đã đủ để chặn hỏng tất cả những lời bàn tán của mọi người. Không ngờ được Lâm Nhất lại phát huy vượt sức tưởng tượng. Uy lực của một quyền này đâu chỉ dừng ở huyền võ tầng thứ 6, đến tâm cảnh của huyền võ tầng thứ 7 cũng phải run sợ, phải đánh giá lại thật cẩn thận. Cũng tạm, mặt Lạc Phong trưởng lão đầy ý cười, trong lòng mặc dù mừng như điên nhưng ngoài mặt lại ngại ngùng không muốn khen ngợi Lâm Nhất. Tạm được thì tạm được vậy. Trong lòng Lâm Nhất cười thầm một tiếng, cũng không tranh luận, thẳng lưng quay lại chỗ mọi người. Hân Tuyệt cười nói, một quyền này của tiểu sư đệ quả thực kinh người. Trong yến tiệc sinh nhật của Phượng Hoa công chúa, hắn có thể tăng thêm chút mặt mũi cho kiếm các ta. Ý cười trên mặt Lạc Phong cũng rõ hơn, ông ta cảm thấy vô cùng an tâm, nhưng mà như nghĩ đến cái gì, liền lập tức nói, nghe nói ngươi lựa chọn Thủy Nguyệt kiếm pháp trong huyền võ điện. Lâm Nhất gật đầu, không sai, kiếm pháp này cực kỳ phù hợp với công pháp mà ta đang tu luyện. Chương 944. Lời này vừa nói xong. Trên mặt của tất cả mọi người đều thoáng qua vẻ cười cợt, ai mà không biết Thủy Nguyệt kiếm pháp này lúc mạnh lúc yếu, cực kỳ không ổn định. Chỉ có được cái danh kiếm pháp siêu cấp, thực tế thì đến kiếm pháp linh cấp thượng phẩm cũng không bằng. Lạc Phong lắc đầu, đầy vẻ khẳng định nói, đợi sự việc lần này kết thúc, lại đổi một môn kiếm pháp khác tu luyện đi, Thủy Nguyệt kiếm pháp không dễ tu luyện. Đường Thông chính là một ví dụ, năm đó cũng là không chịu nghe theo lời khuyên. Đến nay đã tu luyện đến đại thành mà vẫn tầm thường không có gì khác biệt, nếu không dựa vào khả năng thiên phú của hắn, thực lực chắc chắn có thể cao hơn một bậc. Đường Thông bị đưa ra làm ví dụ phản diện, cười khổ một tiếng, không hề phản bác. Nhưng Lâm Nhất lại có ý muốn thi triển một chút Thủy Nguyệt kiếm pháp của mình,
nhưng nhìn Lạc Phong trưởng lão rõ ràng không hề có ý định cho hắn biểu diễn. Không vội, rồi sẽ có ngày Lạc Phong trưởng lão thấy được. Thủy Nguyệt kiếm pháp đã đại thành, sức mạnh uy lực, sự khủng bố của kiếm thế, Lâm Nhất cực kỳ thấu hiểu, hắn chắc chắn sẽ không đổi. Đi thôi. Một hàng người tự cưỡi yêu thú, tự cưỡi tuấn mã của mình xuất phát đến đế đô trong ánh mắt đầy hâm mộ của những đệ tử đến đưa tiễn. Lạc Phong trưởng lão và sư huynh muội Hân Tuyệt đi phía trước dẫn đầu, Lâm Nhất cùng với ba người bên phía đường thông là bốn người sánh vai đi chung, tốc độ không nhanh không chậm vừa kịp với đoàn người. Đường thông cười nói, Lâm Nhất, ta giới thiệu một chút, vị này là Vương Tranh sư huynh, hạng 9 của bảng địa. Vị này là Đinh Nham Đinh sư huynh, hạng 8 bảng địa. Nhìn hai người trông rất bình thường nhưng thứ hạng trong bảng địa lại cao như vậy, không khỏi khiến Lâm Nhất ngạc nhiên. Vương Tranh nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nhất thì cười, tiểu sư đệ à, thật ra đệ tử nội môn không quan tâm thứ hạng bảng địa lắm đâu. Hầu hết 50 người hạng đầu đều như nhau, khi thật sự xuất chiêu thì thắng thua khó nói. Đây là lần đầu tiên ta nghe như vậy đấy, Lâm Nhất hơi ngạc nhiên. Đinh Nham ở bên cạnh bình tĩnh nở nụ cười, bình thường đệ tử bảng địa cũng không được thưởng ngoài, sự hiểu biết của đệ tử nội môn khác với đệ tử ngoại môn. Ai có tâm tư một chút thì đều sẽ nhìn ra toàn bộ Đại Tần đế quốc chứ không để tâm đến xếp hạng bảng địa ở đây. Lâm Nhất bừng tỉnh, nghĩ lại thì đúng là như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đệ tử ngoại môn tu vi không đủ, tầm nhìn thấp đương nhiên sẽ theo dõi sát sao thứ hạng bảng nhân, nghĩ cách nổi bật trên bảng xếp hạng. Đệ tử nội môn thì thực lực và tu vi cao hơn rất nhiều, tầm nhìn đương nhiên cũng sẽ cao hơn. Tầm nhìn của họ là cả Đại Tần đế quốc, chứ không trói buộc mình trong thứ hạng ở bảng địa. Nhưng dù vậy cũng không thể xem thường hai người khiêm tốn này. Hân Tuyệt đại ca chọn hai người họ đến dự tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa đương nhiên phải có lý do. Đường thông nhìn Lâm Nhất rồi cười bảo, thật ra mọi người càng muốn được đứng trong tầng lớp thứ ba ở Đại Tần đế quốc hơn. Lâm sư đệ có biết bốn tầng lớp hàng đầu Đại Tần đế quốc không? Đã nghe qua. Chương 945. Bạch Thu Thủy đã từng nói với hắn thiên kiêu trẻ tuổi của Đại Tần đế quốc gồm có bốn tầng lớp lớn. Đứng đầu đương nhiên là bát đại công tử cao ngạo xa cách, tám người này dù thực lực hay uy danh đều khiến người trẻ tuổi cùng thế hệ phải ngước nhìn, giữ vững vị trí hàng đầu không gì có thể lay chuyển. Tầng lớp thứ hai là đệ tử cốt cán của các tông môn như nhóm Hân Tuyệt đại ca, tu vi đều ở huyền võ tầng 9 đến tầng 10, có tư cách để sánh ngang với bát công tử. Trong mắt nhiều người, thiên kiêu trong tầng lớp thứ hai thật ra cũng ngang với bát đại công tử, đều có cơ hội lọt vào nhóm 8 người đầu tiên trong long môn tranh tài, trở thành bát công tử mới. Tầng lớp thứ ba là đệ tử nội môn hàng đầu của các tông môn, tu vi hầu hết đều ở huyền võ tầng 7 đến tầng 8. Đường Thông, Vương Tranh, Đinh Nham và Hân Nghiên đều là những người rất xuất sắc trong tầng lớp thứ ba này, mà thực lực của Hân Nghiên là nổi bật nhất. Còn tầng lớp thứ tư là đệ tử hàng đầu ngoại môn các tông môn, tu vi huyền võ tầng 5 đến tầng 6, tầng lớp này có số lượng người đông nhất. Ngoài ra đều là những người không có tên tuổi, không có tư cách đứng trong Đại Tần đế quốc. Vương Tranh trần trừ một lát rồi nhẹ giọng bảo, nếu Lâm sư đệ không tu luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp này mà tu luyện kiếm pháp linh cấp siêu phẩm khác thì chắc bây giờ đã có tư cách đứng trong tầng lớp thứ 3 rồi. Đinh Nham gật đầu, đúng thế. Ta thấy khí thế một quyền lúc trước của Lâm sư đệ rồi, chân nguyên ngưng tụ không thua gì đệ tử huyền võ tầng 7. Đổi sang kiếm pháp khác thì đúng là có thể đứng vững trong tầng lớp thứ 3. Đánh giá của hai người này về hắn khá cao. Nhìn khắp Đại Tần đế quốc, số lượng người có tu vi đạt đến huyền võ tầng 7 và tầng 8 không dưới 3-4 nghìn. Nhưng thật sự có tư cách đứng trong tầng lớp thứ 3 thì lại chỉ được 100 người. Bây giờ Lâm Nhất mới chỉ ở cảnh giới huyền võ tầng 6, trong mắt hai người họ thì hắn đã có khả năng đứng trong tầng lớp thứ 3. Đánh giá như vậy quả thực rất cao. Lâm Nhất chỉ cười chứ không nói nhiều, đổi kiếm pháp sẽ có cơ hội vào tầng lớp thứ 3 sao? Nhưng trong số kiếm pháp linh cấp siêu phẩm có kiếm pháp nào có thể so sánh với Thủy Nguyệt kiếm pháp? Không biết trong tầng lớp thứ 3 có những người nào có thực lực nổi trội ạ? Lâm Nhất khá tò mò điều này. Cũng coi như cơ hội tìm hiểu trước về cao thủ các tông môn khác. Đường Thông khẽ cười, ta biết rõ vấn đề này, để ta nói cho. Trong tầng lớp thứ 3 có 4 người nổi tiếng nhất, Phong Hạo Vũ của Ma Nguyệt Sơn Trang,
Vũ Văn Bác của Hỗn Nguyên Môn, Vương Hàn của Huyền Thiên Tông, còn có. Đường Thông hơi dừng lại, ánh mắt nhìn sang bóng lưng yêu kiều ngồi trên yêu thú tuấn mã trước mặt. Hân Nghiên tỷ ư? Lâm Nhất trầm ngâm, không ngờ Hàn Nghiên sư tỷ lại có địa vị như vậy ở Đại Tần đế quốc. Trong mắt Phương Tranh thoáng qua sự lo lắng, hắn ta nhẹ giọng nói, mấy năm gần đây rất nhiều người mới quật khởi trong tầng lớp thứ ba, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người thách thức địa vị của Hân Nghiên sư tỷ. Hân Tuyệt sư huynh chọn chúng ta đi cùng chắc cũng vì muốn san sẻ nỗi lo cho sư tỷ. Chương 946. Vẻ mặt Đinh Nham cũng trở nên nặng nề, tứ đại cao thủ trong tầng lớp thứ ba nổi danh khắp Đại Tần đế quốc, không biết sẽ có bao nhiêu người nhằm vào bốn người họ nữa. Thật vậy, xét một cách tương đối thì tầng lớp thứ nhất và tầng lớp thứ hai có thể gộp vào với nhau. Nhóm Hân Tuyệt muốn tiến thêm một bước nữa chỉ khi tham gia Long Môn tranh tài mới có cơ hội. Buổi tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa lần này không quá hấp dẫn với những người ở tầng lớp thứ nhất và tầng lớp thứ hai, nhân vật chính xuất hiện chắc chắn là những người xuất sắc trong tầng lớp thứ ba. Lâm Nhất cân nhắc, nói như vậy thì sư tỷ quả thực sẽ gặp chút rắc rối. Đường Thông vỗ vai Lâm Nhất, cười bảo tiểu sư đệ, ngươi cứ lo cho mình trước đi đã. Bây giờ ngươi cũng được coi là nhân tài mới nổi. Các tông môn lớn trong Đại Tần đế quốc đều biết Lăng Tiêu Kiếm các chúng ta có một người mới quật khởi, đến lúc đó cũng sẽ có sự chèn ép. Trong mắt ba người phía Đường Thông, rắc rối của Lâm Nhất thật ra còn lớn hơn Hân Nghiên. Ít nhất Hân Nghiên còn có ba người họ, có thể giúp đỡ chia sẻ một chút. Nhưng Lâm Nhất thì không có ai để dựa vào, các sư huynh huyền võ tầng 8 bọn họ cũng không thể thay hắn ngăn chặn thử thách được. Buổi tiệc sinh nhật công chúa Phượng Hoa chắc chắn sẽ không yên bình. Lăng Tiêu Kiếm các khởi hành, ba tông môn lớn khác của Đại Tần đế quốc là Huyền Thiên Tông, Hỗn Nguyên Môn, Ma Nguyệt Sơn Trang và Tần Thiên Học Phủ cũng bắt đầu di chuyển. Huyền Thiên Tông là một trong tứ đại tông môn của Đại Tần đế quốc, là tông môn mạnh nhất trong bốn tông với có vốn liếng dồi dào và long hổ quyền chấn động Đại Tần. Trong Long Môn tranh tài lần trước, thành tích của Huyền Thiên Tông cũng là tốt nhất trong bốn tông, ngoài công tử Lưu Thương còn có một người nữa được gọi là công tử, chính là công tử Vân Chân. Đây là người duy nhất có thực lực giành được hai vị trí trong số các thế lực lớn ở Đại Tần đế quốc. Lúc này, dưới chân núi Tông Môn có bốn người đang chuẩn bị xuất phát đến đế đô. Người đi đầu khoảng 40 tuổi, đầu trọc, mặc áo cà sa thêu chỉ vàng với linh văn lấp lánh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện áo cà sa này là một bảo khí vô cùng cường hãn. Huyền Thiên Tông và Phật Môn có quan hệ mật thiết, một nửa là người phàm một nửa là tăng. Vừa có đệ tử bình thường vừa có tăng nhân quy y Phật Môn. Phía sau người này là hai đệ tử trẻ tuổi hơn một chút và một thiếu niên non nớt, thiếu niên đó chừng 17, 18 tuổi trông rất có tinh thần. Tuổi không lớn nhưng tu vi đã tới cảnh huyền võ tầng 7. Thiếu niên tướng mạo bình thường, mặc một chiếc áo trắng trông khá thuần khiết và sạch sẽ, sạch đến mức không giống người phàm, thông linh thấu triệt, rất có linh khí. Đặc biệt là đôi mắt đó. Ai nhìn thấy sẽ không còn nghĩ hắn ta là người thường nữa. Vẻ đơn thuần trong mắt hắn ta trong suốt như pha lê, có một loại sức mạnh khiến lòng người kinh hãi. Sâu trong đôi mắt ấy ẩn chứa ý rồng hổ hùng hậu. Hắn ta chính là Bạch Xu, yêu nghiệt mới quật khởi ở Huyền Thiên Tông. Kể ra thì kế hoạch của Huyền Thiên Tông cũng giống Lăng Tiêu Kiếm Các, đưa hắn ta đến dự tiệc sinh nhật công chúa Phượng Hoa để hắn ta được mở mang tầm mắt. Nếu có cơ hội thể hiện trước mặt các tông môn, lấy thể diện cho Huyền Thiên Tông đương nhiên là tốt nhất. Trong ba đệ tử lớn tuổi hơn có một người vai u thịt bắp, dáng vẻ thô kệch, nhìn khá hung dữ, là một trong tứ đại cao thủ nổi tiếng nhất tầng lớp thứ ba ở Đại Tần đế quốc Phương Hàn. Đệ tử trẻ tuổi bên cạnh hắn ta có vẻ mặt lãnh đạm, khí tức thâm hậu, mang lại cho người ta cảm giác khó lường, tên là Hàn Cương. Chương 947. Giống như Hân Tuyệt. Hắn ta là đệ tử cốt cán của Huyền Thiên Tông, thuộc tầng lớp thứ hai, có thực lực lọt vào top 8 công tử trong Long Môn tranh tài. Tứ đại tông môn trước giờ chẳng ai chịu khuất phục ai, bây giờ gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của công chúa khó tránh khỏi sẽ xảy ra tranh chấp. Huyền Thiên Tông là vùng đất tính của Phật Môn, tuy không thích tranh chấp nhưng cũng không thể làm mất uy danh mà các sư huynh đời trước để lại. Vương Hàn híp mắt cười hì hì nói. Nhưng vì diện mạo của hắn ta dữ tợn nên dù cười vẫn khiến người ta sợ hãi. Hàn Cương nãy giờ vẫn im lặng, bây giờ bình tĩnh nói, đúng vậy, chúng ta là đệ tử Huyền Thiên Tông,
đương nhiên có nghĩa vụ duy trì uy danh của tông môn. Nhất là trong sự kiện lớn như yến hội của công chúa, nhân vật nổi tiếng đế đô, các tông môn ở Đại Tần tề tụ càng không thể nhượng bộ. Hòa thượng trung niên đi đầu khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng qua ý cười vui vẻ nhẹ nhõm. Nhưng rồi ông ta khẽ thở dài, long môn tranh tài lần trước Huyền Thiên Tông của chúng ta có hai công tử, nhưng từ đó đến nay không có người tài, xu thế cực thịnh ắt suy ngược lại với ba tông môn còn lại, còn có Tần Thiên Học Phủ cũng coi như hậu sinh khảo ý. Nhất là Lăng Tiêu Kiếm Các, đầu tiên có yêu nghiệt Bạch Lê Hiên bây giờ lại thêm Lâm Nhất. Nghe nói còn chưa 17 tuổi đã giành được hạng nhất cuộc chiến đồng minh, khiến chuông cổ Phượng Linh vang vọng khắp quận Tần Thiên. Lâm Nhất. Nhắc đến tên Lâm Nhất, mắt Bạch Du sáng lên, hắn ta được coi là nhân tài hiếm có của Huyền Thiên Tông. Long Hổ Quyền xuất thần nhập hóa, được tông chủ cho là có cơ hội luyện Long Hổ Quyền đến cảnh giới trên đại viên mãn nhất. Công pháp có bốn cảnh giới lớn là sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng trên viên mãn, trong truyền thuyết còn có một cảnh giới nữa tên là hóa cảnh, rất ít người có thể luyện tới. Vương Hàn cười toét miệng, nhưng lại phiền muộn nói, nghe nói Lâm Nhất này dùng Long Hổ Quyền của Huyền Thiên Tông chúng ta mà thành danh, không biết sư huynh Lưu Thương nghĩ gì mà lại tặng cả bộ Long Hổ Quyền hoàn chỉnh cho người ngoài nữa. Ban đầu chuyện Lâm Nhất biết Long Hổ Quyền, hơn nữa uy lực còn không tệ gây ra chấn động lớn trong Huyền Thiên Tông. Ban quản lý cấp cao của tông môn vô cùng tức giận, trong đế quốc có rất nhiều bản thiếu của Long Hổ Quyền nhưng cả bộ đầy đủ thì chỉ Huyền Thiên Tông mới có. Sau này điều tra ra là công tử Lưu Thương tặng Lâm Nhất trong một buổi đấu giá nên không làm được gì. Công tử Lưu Thương dường như cũng là người đặc biệt trong Huyền Thiên Tông, chuyện lớn như vậy cũng có thể khiến cấp cao của tông môn không truy cứu trách nhiệm. Hòa thượng trung niên và Hàn Cương nghe lời này của Vương Hàn thì cười khổ, không tiếp lời. Hai người biết nội tình trong đó, tuy có điều bất mãn nhưng cũng không làm được gì, chỉ vì hắn ta là Lưu Thương. Bên ngoài núi Hỗn Nguyên Môn, một nhóm sáu người cưỡi yêu thú tuấn mã chạy trên đường lớn đến đế đô. Yêu thú mà bọn họ cưỡi tất cả đều có bộ lông đen nhánh, hai mắt có thần tản ra thánh uy nhàn nhạt. Đó là Hắc Lân Mã. Ở Đại Tần đế quốc chỉ Hỗn Nguyên Môn mới có, nghe nói nó có chứa huyết mạch của hậu duệ Kỳ Lân, thần tuấn mà dũng mãnh, có cơ hội trưởng thành đến dị thú cảnh giới thiên phách. Chương 948. Sáu người họ có một thiếu niên mặt mày sáng sủa, khí chất như mây. Dưới lớp áo màu nhạt không che giấu được cơ thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn khiến trên người hắn ta có sức mạnh mang tính bùng nổ. Trên mặt hắn ta có sự sắc bén như đao, ẩn chứa đạo ý kinh người. Nếu Lâm Nhất ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hắn ta chính là Tả Vân cùng săn huyết lang với hắn ở dãy núi Ma Vân hôm đó. Tả sư đệ, từ sau khi trở về từ dãy núi Ma Vân, đệ vẫn luôn bế quan khổ luyện. Bây giờ tu vi đã là huyền võ tầng 7, không chỉ luyện long tượng chiến thể quyết tới tầng 3 đỉnh phong mà đao thuật cũng khiến người khác phải liên tục cảm thán. Trong yến hội của công chúa lần này nhất định phải cho người đời biết không chỉ Lăng Tiêu Kiếm Các có yêu nghiệt quật khởi mà Hỗn Nguyên Môn chúng ta cũng không thua kém. Tốt nhất là có thể trà đạp Lâm Nhất dưới chân trong buổi tiệc sinh nhật công chúa, giảm mạnh uy phong của Lăng Tiêu Kiếm Các. Gần đây Lăng Tiêu Kiếm Các rất uy phong, khiến chuông cổ Phượng Linh rung lên hiển nhiên là muốn thể hiện uy phong cho các tông môn lớn thấy. Trong tứ đại tông môn thì Lăng Tiêu Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn trước nay luôn như nước với lửa, ân oán rất sâu. Nói đến Lâm Nhất, nhắc đến Lăng Tiêu Kiếm Các, đệ tử và trưởng lão của Hỗn Nguyên Môn đều thể hiện rõ ý thù địch trong lời nói, cực kỳ phẫn nộ. Tả Vân chỉ cười khổ trong lòng, không nói gì. Khác với những sư huynh đệ khác, hắn ta từng tiếp xúc với Lâm Nhất, có ấn tượng rất tốt với nhân phẩm của hắn nên cũng không ngạc nhiên khi thấy hắn trở nên nổi tiếng. Chỉ là thân bất do kỷ, hắn ta cũng không thể đứng trên lập trường của Hỗn Nguyên Môn mà nói thay cho Lâm Nhất. Mấy tháng không gặp, chắc sự trưởng thành của Lâm Nhất cũng khiến người khác kinh ngạc không kém. Nghĩ tới đây, trong lòng Tả Vân hơi mong chờ bữa tiệc sinh nhật lần này của công chúa Phượng Hoa. Trong mắt hắn ta lóe lên chiến ý, còn trong lòng thì lại cười khẽ, Lâm Nhất, ngươi đừng khiến ta thất vọng. Ban đầu lúc tạm biệt nhau ở dãy núi Ma Vân, hắn ta đã bị kích thích rất nhiều, vì thế mới càng tu luyện điên cuồng hơn. Phút phút. Đúng lúc này, trên bầu trời xanh mây trắng có một lâu thuyền với thần hà bao quanh, bay ngang qua đầu mọi người. Trên mũi thuyền là một thiếu niên cầm quạt xếp, dung mạo tuấn tú, phong thái xuất chúng.
Trưởng lão đứng đầu Hỗn Nguyên môn ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói, là người của Ma Nguyệt Sơn Trang. Trong Đại Tần Đế Quốc, ngoài Ma Nguyệt Sơn Trang thần bí nhất thì không còn thế lực nào có lâu thuyền bay trên trời như thế cả. Trưởng lão, thiếu niên đứng ở mũi thuyền là Tư Tuyết Y phải không ạ? Chính là hắn. Tư Tuyết Y. Trong mắt đệ tử Hỗn Nguyên môn thoáng qua ánh sáng kỳ lạ, cái tên này vang vọng đế quốc giống như Bạch Lê Hiền khi xưa. Hai người họ được gọi là hai cánh tay của Đại Tần, tựa như mặt trăng và mặt trời, trong số thiên kiêu trẻ tuổi thì hai yêu nghiệt này rực rỡ nhất. Chỉ hai năm một người bế quan, một người thì rất ít khi ra ngoài, trong đế quốc cũng chẳng nghe thấy tên họ mấy. Chương 949. Nhưng đệ tử nào của các tông hiểu hai người này thì đều không dám coi thường. Ngay cả Tả Vân, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, Tư Tuyết Y cũng đến tham dự tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa sao. Ngoài họ ra, tất cả các thế lực lớn ở Đại Tần Đế Quốc nhận được thư mời cũng đều bắt đầu hành động. Điểm đến của họ giống nhau, đều là phủ công chúa của đế quốc. Đột nhiên sóng gió nổi lên, Đại Tần Đế Quốc chưa bao giờ náo nhiệt thế này. Không ai có thể đoán được buổi yến tiệc với sự tề tựu của yêu nghiệt các tông môn sẽ gây ra sóng gió thế nào. Ai nổi danh trong chốc lát, ai sẽ thân bại danh liệt. Hai ngày sau, Hoàng Thành Đế Đô. Một nhóm sáu người của Lăng Tiêu Kiếm Các cưỡi hiêu thú tuấn mã dừng ở ngoài phủ công chúa. Phủ công chúa không phải phủ trạch theo nghĩa thông thường mà là hoàng uyển của hoàng gia với bán kính trăm dặm, trong uyển có hàng trăm ngọn núi trùng trùng điệp điệp, kéo dài liên tiếp. Trên núi nhiều kỳ tuấn, khí thế dồi dào, non xanh nước biếc ngưng tụ linh khí của đất trời, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Giữa quần hùng là một hồ nước rộng, mặt hồ lăn tăn gợn sóng, nước trong xanh biếc như viên bảo thạch phỉ thúy khảm trên mặt đất. Vẻ đẹp của hồ nước hòa nhập hoàn hảo với cảnh vật xung quanh, trên bờ cứ vài bước lại có cây đào và cây liễu, hoa đào nở rộ, dương liễu đung đưa, gió thổi qua hoa đào rơi xuống, cành liễu rung nhẹ, cùng với tiếng chim rừng ríu rít như bài ca vô tận, điệu múa bất tận. Phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh vật tĩnh lặng, kim quế bên bờ, liễu xanh hoa trắng tương phản với kiến trúc chạm khắc. Lâm Nhất nhìn cảnh tượng trước mặt mà hơi kinh ngạc, trong lòng chấn động. Lăng Tiêu Kiếm Các cũng được coi là nguy nga hùng vĩ, khí thế dồi dào, thế nhưng so với phủ công chúa thì vẫn kém một chút. Nhưng linh khí ở phủ công chúa vẫn không thể so sánh được với Lăng Tiêu Kiếm Các. Có điều quả thực khiến người ta mở mang tầm mắt, hoàn toàn mới mẻ, khí thế của phủ công chúa khiến người ta phải sửng sốt. Trong hồ có đảo, trong đảo có hồ, trong vườn có viên, đình đài lầu các ngoằn ngoèo thay đổi. Công chúa Phượng Hoa quả không đơn giản. Lâm Nhất bình luận. Đó là đương nhiên, địa vị của công chúa Phượng Hoa tôn quý, không phải bình thường, không thua kém đại hoàng tử bao nhiêu. Nếu không bữa tiệc sinh nhật của cô ấy cũng không khuấy động cả Đại Tần Đế Quốc như thế, đến tứ đại tông môn cũng phải nể mặt. Đường Thông khẽ cười, nhìn cảnh sắc trong núi nhẹ giọng nói. Ồ, Lâm Nhất tò mò, công chúa này chẳng lẽ còn có lai lịch khác ạ? Đường sư huynh hiểu nhiều biết rộng, nói cho chúng ta đi. Vương Tranh và Đinh Nham cũng không biết nội tình, cũng hướng mắt về Đường Thông. Cũng không phải bí mật gì, ta là người đế đỗ nên mới biết những chuyện này thôi. Đường Thông ho khan, cười ngượng bảo, nghe nói công chúa Phượng Hoa là kỳ tài kinh thế của Hoàng thất Đại Tần, tuổi trẻ mà đã bái sư. Lai lịch sư môn của cô ấy đến hoàng thất cũng không dám lơ là, thậm chí còn có tin đồn hoàng vị của đế quốc có thể sẽ truyền cho cô ấy nữa kìa, tiếc là. Tiếc gì ạ, huynh đừng ra vẻ bí ẩn nữa, mau nói đi. Vương Tranh cười mắng. Đường Thông cười nhẹ, tiếc là sứ sức khỏe công chúa Phượng Hoa dường như có vấn đề, ngự y trong cung đều bó tay bất lực. Mấy năm nay rất ít lộ diện, mọi người gần như không thấy cô ấy nữa, không biết đã chữa được bệnh chưa. Bệnh lạ mà hoàng thất cũng không chữa được. Vương Tranh và Đinh Nham nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đúng là tiếc thật. Chương 950. Nhưng nghe nói công chúa là đệ nhất mỹ nhân của Đại Tần Đế Quốc, Đường sư huynh đã được gặp chưa? Hai người nhớ đến chuyện khác rồi hỏi ngay. Đường Thông suy nghĩ một chút rồi nói, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Đại Tần chắc là thật, nhưng cô ấy rất ít khi lộ diện, thi thoảng xuất hiện thì cũng đeo khăn che mặt. Chắc cũng rất ít người được thấy cô ấy. Các ngươi bớt nói lại đi. Lạc Phong trưởng lão quay đầu, trừng mắt nhìn Đường Thông, trầm giọng bảo, họa từ miệng mà ra,
đây là phủ công chúa, bớt nói chuyện thị phi. Vâng vâng vâng. Đường Thông mỉm cười, ngậm miệng không nói thêm. Hân Nhiên quay sang nhìn Lâm Nhất, cười ngọt ngào, tiểu sư đệ, ta từng thấy khuôn mặt thật của công chúa Phượng Hoa đấy. Sư tỷ từng thấy. Thấy rồi, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Đại Tần hoàn toàn không sai. Lẽ nào còn đẹp hơn sư tỷ? Lâm Nhất không tin lắm. Khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên đỏ bừng, cô đảo mắt rất quyến rũ rồi cười khẽ, tiểu sư đệ càng ngày càng biết ăn nói, nhưng đúng là công chúa Phượng Hoa còn đẹp hơn ta. Đúng lúc này, một quản sự của phủ công chúa dẫn theo vài thị nữ đi tới, chắp tay nói, khách quý của Lăng Tiêu Kiếm Các tới mà không tiếp đón từ xa, thật sự xin lỗi. Quản sự có tu vi thâm hậu, khí tức uy nghiêm, tinh quang hiện lên trong mắt, nhìn khí chất thì thấy có lẽ ông ta có địa vị không nhỏ trong phủ công chúa này. Nhưng nghĩ lại cũng có thể hiểu được, tứ đại tông môn lai lịch sâu dày, thực lực cường hãn, địa vị vượt xa những tông tộc hào cường trong hoàng thành. Người tới tiếp đón thân phận đương nhiên không thể quá thấp, nếu không sẽ là thất lễ. Lạc Phong cười đáp lại, đang định nói thì một tiếng động lớn nặng nề vang lên. Kèm theo đó là tiếng vó ngựa mang theo thánh uy nhàn nhạt từ xa truyền đến. Sắc mặt ông không khỏi thay đổi, quay đầu lại nhìn thì quả đúng như dự đoán, một nhóm người của Hỗn Nguyên môn cưỡi hắc lân mã đi tới. Người đi đầu tươi cười với Lạc Phong, Lạc trưởng lão đã lâu không gặp. Phong thái của ông vẫn không giảm nhỉ, không biết vết thương do chịu một trưởng 3 năm trước đã đỡ hơn chưa? Trong mắt Lạc Phong hiện lên vẻ tức giận, người trung niên này tên Văn Ngạn Vũ, trưởng lão cốt cán của Hỗn Nguyên Môn. Ân oán giữa Lăng Tiêu Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn đã có từ lâu, trên là trưởng lão, dưới là đệ tử, hễ gặp nhau là chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. 3 năm trước, trong Sơn Mạch Tịch Diệt, Lạc Phong từng giao đấu với Văn Ngạn Vũ một lần. Hai bên ngang sức ngang tài, đối phương trúng một kiếm của Lạc Phong nhưng cũng trả lại cho ông một trường. Nhưng Hỗn Nguyên Môn có Long Tượng Chiến Thể Quyết, thương thế để lại nhanh mà hồi phục cũng nhanh. Một trường này phải 2 năm sau trưởng lão Lạc Phong mới hoàn toàn bình phục, ông lập tức lạnh lùng nói, không cần Văn trưởng lão nhọc lòng, đã bình phục rồi. Chương 951. Vậy sao, xem ra tu vi của Lạc trưởng lão tiến bộ không ít, có thời gian thì so tài một phen đi. Văn Ngạn Vũ nhảy xuống ngựa, hung hăng vênh váo, khiêu khích nói. Ta lại sợ ngươi chắc. Lạc Phong lạnh giọng cười. Hai người đều là trưởng lão, đều có tu vi cảnh giới tử phủ, bình thường đều khiến người khác phải ngước nhìn. Tranh chấp thế này thậm chí một lời không hợp là sẽ ra tay đánh nhau ngay, bình thường mọi người rất ít thấy nên lúc này lập tức gây nên huyên náo. Sau khi thấy là trưởng lão của Lăng Tiêu Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn thì mọi người hiểu ra. Trong mắt hiện lên vẻ vui thích. Ngày thường người ta đồn rằng hai tông môn lớn này có hiềm khích với nhau, bây giờ xem ra có vẻ là thật. Trong phủ công chúa mà cũng đấu trắng trợn như vậy. Quản sự khẽ cau mày, cười tinh tế, hai vị trưởng lão định đánh trong phủ công chúa sao? Vậy thì không hay lắm đâu, ngày mai là sinh nhật công chúa Phượng Hoa rồi. Vậy để mai rồi tính tiếp. Văn Ngạn Vũ cười khẩy, trước khi đi còn nhìn Lâm Nhất. Trong mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý. Đi thôi. Sắc mặt Lạc Phong trưởng lão trở lại bình thường, dưới sự dẫn đường của thị nữ, họ đi về phía sâu trong phủ. Lâm Nhất quay đầu lại vừa vặn nhìn vào mắt Tả Vân. Một tia sắc bén không tiếng động vang lên, ánh mắt hai người giao nhau, cuộc đổi đầu diễn ra trong tích tắc. Hai người khẽ gật đầu, coi như lời chào hỏi, dù sao hai người ở hai tông môn khác nhau, không thể thật sự kết bạn. Không lâu sau mấy người chia tay nhau, phủ công chúa đã sắp xếp cho mỗi người ở một phòng riêng. Đi dọc theo bờ hồ, trên đường đi thấy rất nhiều khách, ngoài tứ đại tông môn còn có những người có máu mặt ở Đại Tần đế quốc nhận được thiệp mời. Không hổ là nơi ở của công chúa Phượng Hoa, cung uyển của hoàng gia khí phách hơn tông môn của chúng ta nhiều. Thật sự không thể so sánh được, địa vị của công chúa Phượng Hoa trong hoàng thất thật sự không đơn giản. 5 năm rồi không tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ tổ chức hầu như không người có máu mặt nào của Đại Tần đế quốc không nể mặt. Chắc tiệc sinh nhật này sẽ náo nhiệt đấy, vừa nãy trưởng lão của Lăng Tiêu Kiếm Các và Hỗn Nguyên Môn suýt thì đánh nhau trước mặt mọi người đấy. Thật sao, xem ra ngày mai có kịch hay để xem rồi, đến lúc đó tứ đại tông môn và Tần Thiên Học Phủ đồng thời tụ tập, yêu nghiệt của các tông môn tề tựu, sẽ thú vị lắm đây.
Nghe mọi người thảo luận, Lâm Nhất trầm tư suy nghĩ, sức ảnh hưởng của công chúa Phượng Hoa lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đúng lúc này, một nhóm nam nữ phong thái ưu tú, xuất trần thoát tục đi tới. Chân nguyên thâm hậu, khí tức nội liếm, chắc cảnh giới cũng đều trên huyền võ tầng 6, ai cũng phong độ nhẹ nhàng, nam thì tuấn tú, nữ thì xinh đẹp như hoa, rung động lòng người. Một thanh niên trong số đó mày kiếm mắt sao, khôi ngô tuấn tú, răng trắng mắt sáng, khí phách hiên ngang, tay cầm quạt xếp, điềm định tao nhã, ôn hòa phóng khoáng. Chương 952. Hắn ta đi giữa đám người, không nói gì nhưng dường như mọi người đều tập trung vào hắn ta. Mọi người đứng trước hắn ta đều trở nên lu mờ, vừa nhìn là biết không phải đệ tử bình thường. Lâm Nhất liếc nhìn, trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ. Là hắn. Diệp công tử, đến chỗ ở của người rồi ạ. Thị nữ dẫn đường cười nhẹ, cúi người nói. Được, làm phiền cô rồi. Lâm Nhất giật mình tỉnh táo lại, trên mặt không có thay đổi gì mấy. Một lúc sau, đoàn người đi xa, thiếu niên cầm quạt khẽ cau mày, đột ngột dừng lại. Chiếc quạt trong tay gập lại, quay đầu nhìn thì thấy bóng lưng Lâm Nhất đi vào viện. Tư Tuyết Y chắc chắn người mình vừa thấy chính là thiếu niên đã gặp trong di tích thượng cổ Thanh Dương giới hơn một năm trước. Đó là thiếu niên đã thu hút mọi sự chú ý, không màng sống chết, cứu Nguyệt Vi Vi dưới nhát kiếm của Bạch Lê Hiên. Sau đó một đi không trở lại, nhảy xuống vực âm phong. Thật không ngờ hắn lại ra được khỏi vực âm phong, không chỉ vậy quần áo trên người hắn rõ ràng là của Tiêu Kiếm Các. Lẽ nào hắn không biết địa vị của Bạch Lê Hiên trong kiếm các? Nếu chỉ như thế, hắn ta còn không đến mức phải ngạc nhiên thế này, khiến hắn ta bất ngờ là, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà thiếu niên ngày đó đến cảnh giới huyền võ cũng chưa đột phá được, nay đã đạt đến tu vi huyền võ tầng thứ 6. Tu vi tiến triển cực nhanh không nói, khí chất biểu lộ ra trên người cũng đã khác xưa rất nhiều. Phong mang nơi đầu mày rõ ràng đang ẩn giấu kiếm ý kinh người, một khi phóng thích ra, chỉ e sẽ tương đối đáng sợ. Trong một chốc, Tư Tuyết Y rất muốn cười, rất muốn biết Bạch Lê Hiên sau khi xuất quan biết được người này đang ở Lăng Tiêu Kiếm Các, trưởng thành đến mức độ thế này thì sẽ có biểu cảm thế nào. Có lẽ là sẽ rất thú vị, chuyến tham dự yến tiệc của Phượng Hoa công chúa này quả không uổng công. Tuyết Y sư đệ, người quen người này. Nữ đệ tử xinh đẹp như hoa, đầy vẻ ngạc nhiên hỏi, rất hiếm khi có thể thấy được Tuyết Y sư đệ lộ ra biểu cảm ngạc nhiên như vậy. Những sư huynh muội khác của Ma Nguyệt Sơn Trang nhìn về phía Tuyết Y cũng đầy vẻ hiếu kỳ, xứng với cái tên nhân tài yêu nghiệt nhất của tông môn này rất hiếm khi thất thổ. Không quen. Tư Tuyết Y xòe quạt, khẽ cười bình tĩnh nói. Viện này tên là Thu Diệp Cư, cửa sổ của lầu các trong viện nhìn thẳng ra phía Hồ Thúy Trúc, ban ngày có thể ngắm mây, buổi tối có thể thưởng trăng, là nơi có vị trí đẹp nhất trong cả phủ công chúa. Chẳng qua, nếu như Lâm công tử có điều gì không hài lòng thì có thể phân phó tiểu nữ đổi chỗ ở bất cứ lúc nào. Chương 953. Thị nữ dẫn Lâm Nhất đi vào trong viện, mặt mang ý cười khẽ giọng giới thiệu. Không cần thiết phải đổi. Ra ngoài lịch luyện, đã từng sống trong những hoàn cảnh còn tệ hơn thế này, Lâm Nhất đâu phải là người kén chọn. Vậy tiểu nữ dọn dẹp một lượt cho công tử rồi cáo lui. Lâm Nhất huyền chuyển từ chối, không cần. Ta tự dọn dẹp là được rồi, có việc gì sẽ gọi cô. Thị nữ cũng không miễn cưỡng, cười khế một tiếng rồi chào cáo lui. Bên trong viện thực tế đã được quét dọn qua rồi, cửa sổ vô cùng sạch sẽ, không nhiễm chút bụi bặm, cũng không nhìn ra có chút xíu vết bẩn nào, còn thoang thoảng mùi hương thanh mát. Chỉ dọn dẹp qua loa là có thể vào ở. Đợi thị nữ đi xong, Lâm Nhất trầm ngâm không nói, vừa rồi nếu như không nhìn lầm thì người đó chính là Tư Tuyết Y. Tư Tuyết Y. Năm đó khi hắn ở trong Thanh Dương giới, hắn và những người ở đó giống nhau, nhìn hắn ta và Bạch Lê Hiên giáng lâm mà coi như tiên nhân từ trên trời xuống. Bất luận về thực lực hay là phong thái, đều khiến người ta phải thán phục, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được. Lâm Nhất lúc đó nếu như thực sự động thủ trước mặt hai người này, chỉ e là chẳng đỡ được nổi ba chiêu. Còn nhớ lúc đó có Nguyệt Vi Vi. Bị hai người này truy đuổi đến mức vô cùng chật vật, phải nhảy xuống vực âm phong suýt chút nữa là mất mạng trong đó. Mà nay, ta và hắn ta lại đồng thời được mời tham gia vào yến tiệc của Phượng Hoa công chúa. Giữa hai người có lẽ vẫn còn khoảng cách,
nhưng đã có thể cùng đứng trong một tầng lớp. Tất cả những điều này, tính đi tính lại cũng mới có 2 năm trôi qua. Vận mệnh thực sự rất thần kỳ, cả quãng đường này hắn vừa đuổi vừa tranh thủ mới đi đến được ngày hôm nay, cuối cùng cũng cố gắng giành được tư cách ngồi ngang hàng với đối phương. Trước mắt lại gặp đối phương, nội tâm đã tương đối bình tĩnh, thậm chí còn không hề có chút dao động ngạc nhiên nào. Lâm đại ca, Lâm Nhất đang trầm tư suy nghĩ bỗng có một giọng nói vui mừng vang lên khiến hắn giật mình hoàn hồn. Ngẩng đầu nhìn qua, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng đang bước tới, đó chính là Lâm Yên. Đi bên cạnh nàng ta còn có mấy người nữa, nàng ta như thể vầng trăng sáng được chúng sao bao bọc xung quanh. Quét mắt nhìn một lượt, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, những người này hẳn đều là đệ tử của Tần Thiên Học Phủ. Tần Thiên Học Phủ do Hoàng thất lập nên, bên trong học phủ đa phần đều là những con cháu của thế gia, nền tảng mặc dù không bằng được tứ đại tông môn nhưng trong mấy năm gần đây tốc độ nổi lên vô cùng nhanh. Lâm Yên đi cùng với bọn họ, ngược lại cũng không có gì bất ngờ, hào cường thế gia chắc chắn hiển hách nhất trong tứ đại tông tộc. Nàng ta thân là con gái dòng chính của tông tộc Lâm Thị, đương nhiên sẽ được những đệ tử trong Tần Thiên Học Phủ tung hô nịnh bợ. Chương 954. Chẳng qua là, với tính khí và tính cách của Lâm Yên, đám người này e là chẳng thu được lợi lộc gì. Trong lòng Lâm Nhất thầm cười một tiếng, như đã đoán được. Vậy mà đã có một thời gian không gặp rồi, ta vừa mới đặt chân đến đây thì cô đã tìm đến rồi. Ấn tượng của Lâm Nhất với cô gái này đã thay đổi không ít. Mặc dù nàng ta ăn nói gai góc, tính tình tùy hứng điêu ngoa, nhưng bản tính vẫn đơn thuần, không phải loại người lòng dạ thâm độc. Cũng không đến mức phải cách nàng ta thật xa, dùng lời lẽ lạnh lùng để đối đáp. Trên mặt Lâm Yên lộ ra nét vui mừng, hai mắt cười đến như hai vầng trăng khuyết, nghịch ngợm nói, he he, ta đã xem qua danh sách những người vào ở trong phủ công chúa, nên đến đây đợi Lâm đại ca từ trước rồi. Sau cuộc chiến đồng minh, gặp lại Lâm Nhất lần nữa, tâm trạng của Lâm Yên cực kỳ vui vẻ, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng sau khi nở nụ cười lại có một loại phong tình khác hẳn. Rất nghịch ngợm đáng yêu. Tỷ cô đâu? Tỷ ta nói nhiều người quá, không thích ồn ào nên không ra ngoài nữa, bảo ta gặp được Lâm đại ca thì thay tỷ ấy chào hỏi huynh. Ồ, chẳng trách không thấy đâu. Hai người nói chuyện rất là hòa hợp, nhưng lại bỏ mặc đám người của Tần Thiên Học Phủ đứng cạnh. Việc này cũng chẳng trách được Lâm Nhất, Lâm Yên không đi giới thiệu thì hắn cũng chẳng chủ động để ý đến đối phương. Nhưng mà đám người này nhìn biểu cảm của Lâm Yên như vậy thì đã ngạc nhiên đến mắt tròn mắt dẹt, suýt rơi luôn cả cằm. Con nhóc Lâm Yên này bình thường nói chuyện gai góc, khi mà đã móc nghĩa ai thì có thể khiến người ta tức đến suýt chết. Ngoại trừ tỷ tỷ của nàng ta ra, chưa từng có vẻ mặt dễ chịu gì với ai, cả đám người này đều hiểu rất rõ chuyện này. Hôm nay lại cười nói vui vẻ với một thiếu niên, trong ánh mắt ngập đầy vẻ hâm mộ khó lòng che giấu. Cả đám người đuổi theo cô ta đi hết cả nửa cái phủ công chúa này mà đều chưa từng được cô ta nhìn bằng ánh mắt tử tế. Vị này chắc là sư huynh của Yên Nhi muội muội, Lâm Nhất của Lăng Tiêu Kiếm Các. Một người thanh niên đứng đầu trong đám, rõ ràng đã không thể đứng yên được nữa, bước lên trước chắp tay chào hỏi. Là ta, các hạ xưng hô thế nào? Lâm Nhất quan sát người này, ngũ quan tuấn tú, khí chất không tầm thường. Luồng khí tức tản mát ra bên ngoài thể hiện được tu vi thâm hậu, huyền võ tầng thứ 8. Trông có vẻ không hề kém cạnh nhóm 3 người sư huynh Đường Thông, thấp thoáng thậm chí còn có thể so sánh được với Hân Nghiên sư tỷ. Trước đó ngược lại cũng không chú ý đến, bây giờ hắn ta lại chủ động chào hỏi Lâm Nhất, thu hút sự chú ý của hắn. Tào Kiệt, khi nhắc đến tên của mình, trong đáy mắt người thanh niên thoáng qua vẻ kiêu ngạo, dường như hắn ta cực kỳ tự tin với cái tên này. Đoán chừng Lâm Nhất chắc chắn đã từng nghe qua. Nhưng lại thấy sắc mặt Lâm Nhất chẳng hề thay đổi, không khỏi có chút xấu hổ. Trên thực tế Lâm Nhất quả thực không biết, ngoại trừ 8 công tử ra, mấy vị sư huynh chỉ nhắc với hắn tên của Phong Hạo Vũ của Ma Nguyệt Sơn Trang, Vũ Văn Bác của Hỗn Nguyên Môn, Vương Hàn của Huyền Thiên Tông và sư tỷ của nhà mình, chính là những người nằm trong tầng lớp thứ 3. Đây là 4 người có thực lực mạnh nhất, danh tiếng nổi trội nhất. Chương 955. Chưa nghe qua sao, chưa từng nghe qua cũng không sao, ngày mai Tào đại ca sẽ khiêu chiến hoa hồng máu Hân Nghiên của Lăng Tiêu Kiếm Các ngươi, sẽ đánh rớt cô ta từ hàng ngũ 4 người mạnh nhất trong tầng lớp thứ 3,
đến lúc đó vả vào mặt của Lăng Tiêu Kiếm các ngươi thì ngươi tự khắc sẽ biết thôi. Mấy người đi phía sau Tào Kiệt thấy vẻ lạnh nhạt như vậy của Lâm Nhất, lại thêm lòng đố kỵ trước đó nên bắt đầu mở miệng châm chọc. Khoác lác thật đó, ngươi muốn vả mặt ai? Lâm Yến lật mặt thành vẻ băng lạnh, nhìn về phía người đang nói chuyện. Dọa cho người đó sắc mặt tái mét, ngay lập tức không dám mở miệng nói chuyện nữa. Trong lòng Tào Kiệt lập tức biết không hay rồi, người này nói sai lời rồi, Lâm Yên chính là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các. Nói vào mặt Lăng Tiêu Kiếm Các, chẳng phải là muốn vả vào mặt Lâm Yên sao? Lâm đại ca, ta đi trước đây, đám người này quá phiền phức, huynh nhìn bọn họ có lẽ cũng chẳng thấy thoải mái. Trong lòng Lâm Yên thoáng thấy áy náy, tâm trạng tốt đẹp đã bị bọn họ phá hỏng hết rồi, cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa. Cáo từ. Tào Kiệt nhìn Lâm Nhất một cái thật sâu, sau khi ra khỏi cửa bèn vội vàng đuổi theo Lâm Yên. Ánh mắt này của hắn ta hàm chứa đầy ý tứ, sâu trong đôi mắt thậm chí còn có một chút sát ý nhàn nhạt. Tự cho là giấu giếm khá kỹ, nhưng lại không thể qua được con mắt của Lâm Nhất. Xem ra đường thông sư huynh nói không sai, cao thủ mới nổi của tầng lớp thứ ba rất nhiều, ngày mai trong yến tiệc chính, áp lực của Hân Nghiên sư tỷ chỉ e là sẽ không nhỏ. Võ giả tu luyện, thứ cần chú trọng là thanh tâm quả dục, định rõ chí hướng. Nhưng con người ai cũng có ý chí tiến thủ, danh và lợi bản thân nó chính là tượng trưng cho bề ngoài của thực lực, cũng có thể đổi thành tài nguyên, nuôi dưỡng bản thân tu luyện. Bước trên giang hồ này thì không có cách nào để tránh, danh lợi vốn đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong tu luyện. Bên ngoài sân viện, Tào Kiệt bước nhanh đuổi theo Lâm Yên, cười nói, Yên nhi muội muội, giờ vẫn còn sớm. Ta đưa muội tiếp tục đi tham quan nhé. Dù gì gia phụ đã dặn dò ta rất kỹ, trong phủ công chúa này phải luôn đi cùng với muội. Ngươi tự mà đi tham quan đi, ta bị đau mặt. Lâm Yên trợn trắng mắt, lười chẳng thèm ứng phó với hắn ta, xoay người cắt đuôi bọn họ. Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị đám đệ tử Tần Thiên học phủ trông thấy, người nào người nấy trên mặt đầy vẻ xấu hổ. Nhất là người trước đó nói sai. Vẻ mặt lại càng trở nên căng thẳng không thôi. Chỉ sợ Tào Kiệt quay lại trách tội. Trong Tần Thiên học phủ, Tào Kiệt không phải là người tốt lành gì, tư chất giỏi giang, căn cốt xuất chúng, chính là một trong số ít nhân tài của Tần Thiên học phủ. Nhưng lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, người mạo phạm hắn thì chẳng có ai có được kết quả tử tế. Quả nhiên như vậy, đợi khi Lâm Yên đi xa, sắc mặt Tào Kiệt hoàn toàn trở nên âm u lạnh lùng. Mấy người phía sau bắt đầu nơm nớp lo sợ, chẳng qua người này có thể kiềm chế được, chỉ phẩy tay nói, đi hết đi. Mấy người kia như chút được gánh nặng, gội vàng cáo lui. Tào sư huynh, có tiếng bước chân dồn dập đi đến, một thanh niên trẻ tuổi xuất hiện phía sau lưng hắn ta. Trông thấy người này, sắc mặt Tào Kiệt lập tức khôi phục lại bình thường, mỉm cười nói, hóa ra là Lâm Lam huynh đệ, đến lúc nào vậy? Người đến tầm 17-18 tuổi, thần sắc cao ngạo, chính là đường huynh của Lâm Yên, Lâm Lam, hắn ta từng có chút mắc mở với Lâm Nhất trong lần thực hiện nhiệm vụ hộ tống Bạch Thu Thủy. Chương 956. Ngày đó sau khi thảm bại dưới tay Lâm Nhất, hắn vẫn luôn tìm mọi cách để có cơ hội trả thù, cũng cực kỳ quan tâm đến những tin tức của Lâm Nhất. Vốn nghĩ đợi khi thời cơ vừa đến thì sẽ tự tay đánh lên Lăng Tiêu Kiếm Các để rửa mối nhục. Nhưng ai ngờ được, khoảng cách giữa hắn ta và Lâm Nhất lại càng ngày càng lớn, đến bây giờ thì hắn ta chỉ có thể ở phía sau ngước nhìn lên bóng lưng của Lâm Nhất. Lâm Lam liếc mắt nhìn Tào Kiệt, hờ hững nói, ha ha, chịu không ít khổ từ chỗ đường muội của ta đúng không, bá phụ mặc dù rất vừa ý khả năng thiên phú và thực lực của ngươi, nhưng nếu như đường muội có đối tượng trong lòng, ngươi có muốn bước chân vào cửa của tông tộc Lâm thị ta thì cũng chẳng có chút hy vọng nào. Yên nhi muội muội chỉ là có quen biết từ trước với Lâm Nhất, cũng chưa chắc đã cảm mến. Lại nói, danh tiếng của Lâm Nhất này bây giờ đang rất nổi ở Lăng Tiêu Kiếm Các cũng chưa chắc hắn phải hạ mình mà vào ở Lâm gia. Tào Kiệt tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười. Trong lòng Lâm Lam cười lạnh, trầm giọng nói, hắn đương nhiên không cần vào Lâm gia ta, nhưng ngộ nhỡ gặp phải người bằng lòng cho thêm thì ta tin là chẳng có người đàn ông nào sẽ từ chối. Nhất là... còn là dòng chính của tông tộc Lâm thị ta. Ngươi hà tất phải tự lừa mình dối người. Sắc mặt Tào Kiệt thoáng đổi, nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của Lâm Yên sau khi nhìn thấy Lâm Nhất. Hắn lấy bụng ta suy ra bụng người, không thể không nói,
quả thực rất có khả năng này, hơn nữa khả năng này còn tương đối lớn. Hắn thu lại ý cười, tầm mắt rơi lên người Lâm Lam, lạnh giọng nói, ngươi nói cho ta những điều này làm gì, chẳng lẽ ngươi và Lâm Nhất có thù, muốn mượn tay của ta để loại trừ hắn. Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được, dù gì thì ta cũng đã nói hết, bạn của ta ở Lăng Tiêu Kiếm Các nói, trong cuộc chiến đồng minh nổi nhất trăm năm nay, Lâm Nhất đã nhiều lần ra tay cứu Lâm Yên, ngươi cứ từ từ mà nghiền ngẫm đi. Bị người đoán ra được suy nghĩ trong lòng, Lâm Lam cũng chẳng hốt hoảng, sau khi nói xong bèn quay người đi thẳng. Nhìn bóng lưng Lâm Lam, trong lòng Tào Kiệt lạnh lùng bật cười, Lâm Lam này thân là dòng chính của tông tộc Lâm Thị, nhưng lại đến một kẻ như Lâm Nhất cũng không đối phó được, đúng là vô dụng. Lâm Nhất cảnh giới huyền võ tầng thứ 6, vốn chẳng đáng để hắn ta phải ra tay, mục tiêu của hắn ta trong buổi yến tiệc của công chúa chính là Hân Nghiên. Nhưng trước mắt, lại khiến hắn có chút chần chừ. Một hồi sau, tia sáng trong đáy mắt Tào Kiệt lóe lên, trầm ngâm nói, đừng trách ta, trách thì chỉ trách ngươi đã ngáng đường của ta. Chương 957. Đêm tối tĩnh lặng, trăng treo đầu cành. Lâm Nhất dùng Tuế Nguyệt Tâm Kinh ngưng luyện chân nguyên trong Thu Diệp Cư nửa ngày trời, bây giờ mới chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt hắn ánh sáng lập lòe, lóe ra sự sắc bén mãnh liệt, mắt như sao trời đá quý, rõ ràng sáng trong. Quả huyết viêm đã nâng cao tu vi của hắn lên huyền võ tầng 6 đỉnh phong, đồng thời cũng thiêu đốt chân nguyên rèn luyện. Nhưng tốc độ tu vi nâng cao quá nhanh, trong lòng Lâm Nhất vẫn cảm thấy không vững chắc cho lắm, thế là tiếp tục dùng Tuế Nguyệt Tâm Kinh ngưng luyện. Nếu không phải vì vậy, với dược lực dồi dào của quả huyết viêm, bây giờ dù hắn có đột phá lên huyền võ tầng 7 cũng sẽ không có chướng ngại gì quá lớn. Loại kỳ vật thiên địa như quả huyết viêm vô cùng hiếm thấy trong Đại Tần Đế Quốc. Bát đại công tử ai nấy đều có lai lịch khá lớn, bối cảnh sâu dày, nhưng muốn có nó cũng phải chờ cơ duyên đến mới được. Nghĩ đến trong bữa tiệc của công chúa ngày mai có thể gặp phải nhiều rắc rối, trong lòng Lâm Nhất không muốn ngủ là bao. Hắn lấy kiếm phổ của Thủy Nguyệt Kiếm Pháp ra xem lần nữa, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó một cách kỹ lưỡng, nhất định phải sớm ngày lĩnh hội kiếm pháp này đến cảnh giới hoàn hảo. Gió vô tướng, mây vô thường, núi hữu thế, nước vô hình. Thủy Nguyệt Kiếm Pháp vô hình mà hữu thế, biến hóa đa dạng. Trông có vẻ lúc mạnh lúc yếu, nhưng thật ra là biến hóa đa dạng, bất kể mạnh hay yếu đều có chân ý. Mạnh thì chí cao chỉ ngạo, chí âm chí hàng, yếu thì mưa thuận gió hòa, lặng lẽ tưới đều mọi vật, giết người vô hình. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, Thủy Nguyệt Kiếm Pháp chắc chắn là kiếm pháp được đánh giá thấp nhất. Tinh thần chìm đắm vào trong đó, Lâm Nhất hoàn toàn quên đi bản thân. Đợi đến lúc hắn tỉnh lại, giữa mi mày lóe lên tia nghi hoặc. Dường như có nỗi nghi hoặc khó có thể giải đáp. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua song cửa lụa mỏng, Lâm Nhất đứng dậy tiến lên đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài lầu. Bên ngoài lầu gác, mấy nhành liễu buông rủ. Trong màn đêm, nước hồ xanh biếc vẫn sáng như gương, phản chiếu ánh trăng trên bầu trời. Nhất thời trên trời có trăng, dưới nước cũng có trăng, hai vầng trăng soi sáng lẫn nhau. Có thể gọi là cảnh đẹp diệu kỳ. Hồ nước này trông không giống hồ nước bình thường, nếu không khó mà có cảnh này. Tỷ nữ ở phủ công chúa nói quả không sai, vào ban đêm lầu gác này đúng là một nơi ngắm trăng hoàn hảo. Trong đầu Lâm Nhất bỗng lóe qua một ý nghĩ. Trong lòng khẽ động, hắn vẫy tay, nhẹ giọng quát lên, kiếm. Vù! Hộp kiếm cổ dựng ở bên giường bỗng mở ra, năm ngón tay chợt nắm lại. Bắt lấy thanh kiếm táng hoa đang phóng tới. Năm ngón tay nắm vỏ kiếm, tâm cảnh của Lâm Nhất thông suốt, độ thấu hiểu trong đầu Lâm Nhất không khỏi sâu sắc thêm. Trong Thủy Nguyệt Kiếm Pháp, vấn đề nan giải cuối cùng quấy nhiễu hắn dần dần được phá giải. Chương 958. Một tình trạng vừa khó hiểu vừa sâu xa xuất hiện trên người Lâm Nhất, như có kiếm ý dồi dào đang muốn xông lên tìm kiếm điểm nào đó, giống như nhộng tầm sắp hóa bướm. Đúng lúc đó, một đám mây đen bay qua bầu trời, che phủ mặt trăng. Trong màn đêm vắng lặng, một mảng đen kịt xuất hiện ở bốn phương đất trời mà không hề có dấu hiệu báo trước, không còn ánh trăng đâu nữa. Nhưng cũng ngay lúc này, Lâm Nhất đã nắm được một điểm nào đó. Hắn rút kiếm như tia chớp, theo một luồng kiếm quang lóe lên, giữa đất trời như có hai mặt trăng tranh nhau tỏa sáng, một trên trời, một dưới nước. Một kiếm vung ra, song nguyệt tranh huy.
mây tan mặt trăng ló màn đêm không còn tối đen nữa. Kiếm ý đáng sợ rít gào bay ra từ trên người Lâm Nhất, gió bùng lên, thổi mấy nhành liễu trước song cửa, thổi méo mó cả ánh trăng trên mặt hồ. Mấy nhành liễu rủ, mấy gáo nước hồ, mấy vầng trăng sáng, theo gió bay lượn. Trong tiểu viện gần lầu gác, trưởng lão của các tông môn đang nghỉ ngơi tính tọa đồng thời mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên tia sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, bọn họ đã cảm nhận được kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt trần giữa đất trời này, không vương nửa hạt cát bụi của trần thế, tinh khiết không tì vết, sáng trong rõ ràng. Nhưng chỉ chớp mắt đã vụt tắt, muốn tìm lại mà không tìm được vết tích gì, giống như ảo giác vậy. Kiếm ý mạnh thật, sắp chạm đến ranh giới của tiên thiên kiếm ý rồi. Từ lúc nào Đại Tần Đế Quốc lại có thiên tài kiếm đạo như vậy? Trong mấy trăm ngọn núi của phủ công chúa, một ông lão mặc áo đen lẩm bẩm, nơi tầm mắt ông ta dừng lại chính là lầu gác mà Lâm Nhất đang ở. Chưa được bao lâu, ông lão đã lười biếng nhắm mắt lại. Rất nhiều người trong phủ đều đã cảm giác được luồng kiếm ý đó, nhưng người thật sự có thể nắm bắt được lầu gác nơi Lâm Nhất ở chỉ có mình ông ta. Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, hít sâu một hơi, trong mắt không còn nghi hoặc gì nữa, sáng rõ thông suốt. Nỗi nghi hoặc cuối cùng của Thủy Nguyệt kiếm pháp quấy nhiễu hắn đã được giải đáp. Mặc dù trước kia kiếm pháp đã đại thành, nhưng có thủy mà không có nguyệt. Bây giờ, dùng một kiếm chia ra hai mặt trăng thì đã hoàn toàn thấu hiểu, kiếm pháp viên mãn là chuyện sớm muộn. Hình như kiếm ý cũng tiến bộ hơn nhiều. Lâm Nhất khế giọng lẩm bẩm một câu, sau đó đóng cửa lại, ôm kiếm mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua song cửa, tia nắng như sợi tơ, chiếu sáng cả căn phòng. Trong phủ công chúa vô cùng huyên náo, những nhân vật nổi danh ở Đế Đô, hoàng thân quốc thích, cường hào thế gia đều đến chúc mừng. Cảnh tượng hùng tráng hơn ngày hôm qua không biết bao nhiêu lần, nơi nào cũng có tiếng trò chuyện. Công chúa Phượng Hoa có khác, chỉ là một yến tiệc sinh nhật mà đã khí thế như vậy. Nghe nói tứ đại siêu nhiên tông môn cũng cử người đến đây chúc mừng, thể diện thế này thì e rằng ngay cả hoàng tử cũng không bì được. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem công chúa Phượng Hoa là ai. Nếu không phải năm xưa công chúa mắc bệnh nặng, không thích hợp tu luyện thì nghe bảo ngay cả hoàng vị cũng có thể sẽ là của công chúa. Nghe nói yến tiệc sinh nhật lần này, nhân tài kiệt xuất của tứ đại tông môn cũng đến. Xem ra đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận tranh đấu, có trò vui để xem rồi. Người xưa nói rất đúng, vương bất kiến vương, hậu bất kiến hậu. Tứ đại tông môn bình thường mỗi bên ở một nơi, không qua lại với nhau, bây giờ tề tựu ở phủ công chúa, chung quy cũng phải phân chia cao thấp. Nhân tài của hàng ngũ thứ ba và yêu nghiệt mới lên của tứ đại tông môn cũng đến. Nhưng tối hôm qua đã xảy ra một chuyện lớn, không biết các người có nghe nói không? Có kiếm ý của một người làm kinh động trưởng lão của các tông môn, đáng tiếc là tìm một vòng cũng không biết là ai. Chương 959 tiểu sư đệ. Ảo diệu vậy sao, sao ta không cảm ứng được, chỉ thấy gió hơi to. Tu vi này của ngươi đương nhiên là không thể cảm ứng được. Nghe nói kiếm ý này đã sắp chạm đến rìa của tiên thiên kiếm ý rồi, tương đối là đáng sợ. Cho dù có là cấp bậc như của tám đại công tử thì cũng chưa có ai tu luyện được đến cảnh giới tiên thiên kiếm ý đâu, ngươi nói xem có đáng sợ hay không. Bên trong lầu gác, Lâm Nhất lưng đeo kiếm hạp, nhìn đám người bên dưới đi ngang qua, nghe thấy câu chuyện của bọn họ mà như có điều suy nghĩ. Tiên thiên kiếm ý. Tu luyện kiếm ý chia thành cửu phẩm, nhất phẩm là kém nhất. Cửu phẩm là cao nhất. Nhất phẩm kiếm ý chính tiên thiên kiếm ý, bên dưới tiên thiên thì đều không được tính, chỉ có thể lờ mờ phân cao thấp. Trong chiến đấu, kiếm ý có thể quyết định kết quả của cuộc chiến, cũng không lớn như tu vi, công pháp và võ kỹ. Đợi khi đạt được tiên thiên kiếm ý mới thực sự thi triển được uy lực của kiếm ý, một khi bước vào tiên thiên thì kiếm ý sắc bén không thể cản nổi. Điểm đáng sợ thực sự của kiếm khách sẽ được thể hiện hết ra một cách sâu sắc. Nhưng tu luyện kiếm ý hoàn toàn chỉ dựa vào lĩnh ngộ, rất hiếm có thể dùng ngoại vật để hỗ trợ, nó tương đối trừu tượng, không ngộ ra được tiên thiên kiếm ý thì cũng chẳng tính là hy hữu. Nghe nói trong vạn kiếm đồ của Lăng Tiêu kiếm các, nếu như có thể đột phá đến cửu trùng thiên thì có thể nắm bắt được tiên thiên kiếm ý hoàn chỉnh. Nhưng người có thể làm được chuyện này cũng chẳng có mấy ai, đến bây giờ gần như đã trở thành truyền thuyết.
hôm qua chỉ là cảm thấy kiếm ý có chút tiến bộ rồi, không ngờ lại gây ra động tĩnh thế này. Nghĩ lại, trạng thái lúc song nguyệt tranh sáng, quả thực là khá huyền diệu. Tiểu sư đệ. Bên ngoài sân viện truyền đến âm thanh của Hân Nghiên, Lâm Nhất lập tức đáp lại một tiếng, bây giờ Hân Nghiên, Hân Tuyệt và Lạc Phong trưởng lão đều có đã mặt. Không bao lâu sau, ba sư huynh Đường Thông, Vương Tranh và Đinh Nham cũng lần lượt tới nơi, Lạc Phong trưởng lão cười thân thiện nói, đi thôi. Trên cả đường đi, phủ công chúa to rộng như vậy mà chỗ nào cũng thấy người. Đế quốc Đại Tần được xưng là trăm quận, những thế lực đến đây đương nhiên không ít, ngoại trừ tứ đại tông môn, còn có rất nhiều tông môn thấp hơn một bậc, nhưng cũng có không ít tông môn tiếng tăm cũng nhận được thiếp mời. Lăng Tiêu Kiếm Các được coi là một trong bốn tông, Lâm Nhất đại khái có thể cảm nhận được chút thực lực mạnh mẽ của kiếm các. Tất cả những nơi bọn họ đi qua, những người mà bọn họ gặp trên đường, ánh mắt bọn họ nhìn về phía hàng người bên này đều mang đầy vẻ kính sợ, chủ động tránh ra nhường đường. Cảnh tượng như vậy Lâm Nhất không hề thấy xa lạ, hai năm trước hắn cũng là một trong số đó. Trong quận Thanh Dương, tất cả mọi người đều kính sợ đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các và Ma Nguyệt Sơn Trang, đều không dám tùy ý đi trêu chọc vào. Đến nay, những đệ tử bổn tông và đệ tử ngoại tông đã bại dưới tay hắn không biết có bao nhiêu người nữa rồi. Kiểu tụ họp thế này, căn cứ theo quy tắc trước đó, chắc chắn sẽ có phân đoạn cọ sát thực lực. Đến lúc đó, các ngươi hãy cẩn thận một chút, nếu quả thực không thể địch lại đối phương thì tuyệt đối không được quá sức. Mặt mũi của tông môn cũng không quan trọng bằng mạng sống. Lạc Phong trưởng lão quét mắt nhìn mấy người, mở lời nhắc nhở. Chương 960 quả thực không giả. Cùng nhau cọ sát, chắc chắn phải dừng ở điểm giới hạn, nhưng một khi đã ra tay rồi thì chắc chắn không thể hoàn toàn thu lại được. Thậm chí, có một số người lòng dạ khó lường còn cố ý không chịu thu tay, có những người tài nghệ không bằng mà bị giết oan thì cũng chẳng biết phải đi đâu kêu oan. Đặc biệt là ngươi, đừng có liều mạng giống như trong cuộc chiến đồng minh. Ánh mắt Lạc Phong trưởng lão rơi trên người Lâm Nhất, trầm giọng nói. Sóng mắt Hân Nghiên khẽ chuyển, cười nói, Lạc trưởng lão đừng lo lắng cho tiểu sự đệ nữa, trừ phi là những người thuộc đẳng cấp như đại ca, nếu không những người còn lại, đừng nói giết hắn, muốn đánh trọng thương hắn cũng khó. Lạc Phong trưởng lão nghe vậy cũng cười theo, ông ta cũng rất tự tin với thực lực của Lâm Nhất. Thậm chí còn rất mong chờ hắn có thể nổi danh trong buổi yến tiệc, làm rạng danh thanh uy của kiếm các. Chỉ là lời cần nhắc nhở thì ông ta thân là trưởng lão vẫn phải nói rõ với đám hậu bối này. Nơi mà yến tiệc tổ chức chính là một hòn đảo ở trung tâm hồ, đã không còn xa nữa. Đường Thông đột nhiên hỏi, trưởng lão, hôm nay khắp nơi đều đang truyền miệng, tối qua đã xảy ra một việc lớn. Nói là trưởng lão cảnh giới tử phủ của các tông tối qua đều đã bị một luồng kiếm ý kinh động, thậm chí còn đích thân đi tìm kiếm nữa. Lời nói vừa dứt, ý cười trên mặt Lạc Phong trưởng lão bỗng thu lại. Hân Tuyệt trầm giọng nói, tối qua, ta cũng cảm ứng được một luồng kiếm ý mơ hồ, việc này hẳn không phải là giả. Quả thực không giả. Thần sắc Lạc Phong trưởng lão nghiêm trọng nói, kiếm ý phóng thích ra từ nơi ở của khách mời. Nếu như không phải là của vị trưởng lão nào đó, thì người này tương đối đáng sợ. Luồng kiếm ý này đến ta cũng có chút run sợ, hy vọng không phải là đệ tử của một tông nào đó. Thở dài một hơi, lắc đầu, Lạc Phong trưởng lão không nói thêm nữa. Nhóm người Đường Thông đều có chút lặng đi vì kinh ngạc, không ngờ được lời đồn lại là thật. Đối với luồng kiếm ý đột nhiên thoáng qua rồi biến mất đêm qua, tất cả mọi người ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên hết sức. Lâm Nhất rất bất ngờ, thần sắc của Lạc Phong trưởng lão cũng đều có chút nghiêm trọng. Sau đó hắn trầm tư suy nghĩ, xem ra tối qua trong lúc vô tình, quả thực đã bước vào trạng thái huyền bí nào đó. Trong trạng thái đó, kiếm ý bất ngờ bung ra có uy lực đáng sợ vượt xa những gì mình dự đoán. Nhìn những người khác đều không hỏi ý kiến mình, Lâm Nhất nghĩ một hồi cũng không nói nhiều. Phía trước là cửa vào của hòn đảo, người qua lại đông nghìn nghịt, gia đình của phủ công chúa bận tối mắt tối mũi. Quản sự trung niên gặp hôm qua, nhìn thấy một hàng người phía Lâm Nhất thì trên mặt lộ ra nụ cười, chủ động chạy ra tiếp đón, chắp tay nói, Lạc trưởng lão. Hồng quản sự, đây là món quà mọn mà Lăng Tiêu Kiếm Các chuẩn bị cho Phượng Hoa công chúa.
Lạc Phong khẽ mỉm cười, Hân Tuyệt bên cạnh vỗ nhẹ vào túi trữ vật, rút ra một hộp vải đưa qua. Quản sự mở ra nhìn một lượt, sắc mặt thoáng đổi, giao hộp vải lại cho hạ nhân, cười nói, quả này không hề mọn, quả Thủy Vân 500 năm tuổi, đâu phải bất kỳ một tông môn nào cũng có thể lấy ra được, các vị xin đi theo ta. Chương 961 người kia chính là Hân Tuyệt hả? Ông ta đưa tay làm tư thế mời, sau đó dẫn mấy người bọn họ đi tới một cửa vào khác, tránh phải chen chúc với đoàn người. Cửa vào, chính là cây cầu gõ cửu khúc xây trên mặt hồ, cong cong uốn lượn, cả một đường quanh co dẫn thẳng đến hòn đảo trung tâm của hồ. Đợi khi quản sự rời đi, Lạc trưởng lão đứng trên cầu gỗ khẽ giọng than, đảo Quỳnh Đài, đã rất nhiều năm chưa được bước chân lên hòn đảo này rồi. Chốc lát sau, đảo Quỳnh Đài trong miệng Lạc Phong trưởng lão nhắc tới đã xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Trên đảo có một quảng trường rộng rãi, trong suốt như ngọc, bóng loáng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng lấp lánh, màu sắc vừa phải mà không đậm, trang nhã mà tôn quý. Đây chính là đại điện Quỳnh Đài, yến tiệc của công chúa được tổ chức tại chính chỗ này. Đoàn người liên tục không ngớt, nườm nượp ra vào, nối đuôi nhau mà đi, dựa theo tên được gắn trên thẻ ghế mà vào chỗ ngồi. Vị trí được sắp xếp cũng có quy tắc riêng, vòng ngoài là những thế lực bình thường, phía trong là những tông môn đỉnh cấp của đế quốc Đại Tần, vị trí trung tâm chính là tứ đại tông môn siêu nhiên và hoàng thân quốc thích của đế đô. Vị trí chỗ ngồi của Lăng Tiêu Kiếm Các, cho dù nằm ở khu vực trung tâm nhưng cũng không ở gần hàng ghế đầu mà được sắp xếp ở vị trí gần phía sau bên trái, vị trí thứ nhất bên trái là của Tần Thiên Học Phủ. Đối điện, có Ma Nguyệt Sơn Trang ở chính giữa, hai bên trái phải là Huyền Thiên Tông và Hỗn Nguyên Môn. Ngồi đi. Phía sau dãy bàn thấp dài, nhóm người Lâm Nhất lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của Lạc Phong. Vừa mới ngồi xuống, đối diện với trưởng lão của Hỗn Nguyên Môn là Văn Ngạn Bác, ông ta bèn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lạc Phong trưởng lão, thần sắc trong đáy mắt toàn là khinh thường. Người kia chính là Hân Tuyệt hả? Theo lời đồn, hắn có thực lực có thể so sánh được với tám công tử, năm đó nếu không phải bỏ lỡ Long Môn tranh tài thì trong tám công tử ắt đã có tên của hắn. Trong tầng lớp thứ ba của Hỗn Nguyên Môn, Vũ Văn Bác là một trong bốn cao thủ được xếp ngang hàng với nhóm người Hân Nghiên, ánh mắt rơi lên người Hân Tuyệt, khẽ giọng nói. Trong cảm nhận của hắn ta, khí tức trên người Hân Tuyệt vô cùng hùng hậu, có chút không thể đoán ra được. Đồn đại thôi. Chẳng qua chỉ là một con chó không nhà, ta sẽ khiến hắn không dám có cái suy nghĩ này nữa. Người đang nói là một thanh niên áo lam, dáng vẻ vạm vỡ bá đạo, một thân trường sam căng phồng như sắp bục ra vì cơ bắp của hắn ta. Chỉ liếc mắt nhìn thôi đã khiến người ta cảm nhận được áp lực rất lớn, có lẽ Long Tượng Chiến Thể Quyết đã tu luyện được đến cảnh giới tương đối cao thâm. Người này chính là Chu Thái, đệ tử nòng cốt của Hỗn Nguyên Môn. Được xếp vào tầng lớp thứ hai chung với Hân Tuyệt, có tư cách chiếm được một trong tám hạng đầu của Long Môn tranh tài. Trong Long Môn tranh tài tổ chức vào cuối năm, không hề nghi ngờ, hắn và Hân Tuyệt chắc chắn sẽ là đối thủ cạnh tranh, đương nhiên sẽ có ý thù địch. Văn Ngạn Bác cười nham hiểm nói, đợi sau khi yến tiệc kết thúc, Chu Thái người đi đối phó Hân Tuyệt, Vũ Văn Bác người đi giải quyết nhà đầu Hân Nghiên kia, Tả Vân đối phó với thằng chó con thiên tài mới nổi kia của Lăng Tiêu Kiếm Các. Lần này ta muốn khiến Lăng Tiêu Kiếm Các phải mất mạng hết. Văn trưởng lão, Hân Nghiên kia để ta ra tay là được, không cần đến Vũ Văn sư huynh. Một thanh niên áo tím tu vi cảnh giới huyền võ tầng thứ 8 trong Hỗn Nguyên Môn cực kỳ tự tin nói. Chương 962 là người của thần sách doanh. Mục tiêu của hắn ta trong buổi yến tiệc của công chúa lần này chính là Hân Nghiên, khiêu chiến vị trí tứ đại cao thủ tầng lớp thứ 3 của cô ta, một lần thắng lớn luôn. Trong cuộc nói chuyện của mấy người này, gần như không hề coi Lăng Tiêu Kiếm Các ra gì, duy chỉ có Tả Vân là chưa nói gì, có chút yên tĩnh. Trên mặt Lạc Phong thoáng qua vẻ phẫn nộ, đám người Hỗn Nguyên Môn này đúng là không coi ai ra gì. Đối phương nói chuyện mặc dù rất nhỏ tiếng nhưng mọi người có mặt ở đây đều là tu vi cảnh giới huyền võ, nên đều nghe thấy rất rõ ràng. Nhìn sang gương mặt của đệ tử và trưởng lão của những tông môn khác đầy vẻ chế giễu. Văn Ngạn Bác rõ ràng là đang cố ý. Trong lòng đồng thời thoáng qua chút lo lắng, nếu thực sự như đối phương nói, Lăng Tiêu Kiếm Các sẽ bại trận hết. Thì ngày hôm nay e là sẽ mất sạch mặt mũi,
sau khi trở về, ông ta cũng không biết phải giải thích sao với Mai Hộ Pháp nữa. Bạch Đình trước giờ vẫn luôn đối đầu với ông ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà bỏ đá xuống giếng. Đợi chút nữa bọn họ thua ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được thua bởi người của Hỗn Nguyên Môn. Thời gian dần trôi, tất cả mọi người nâng ly chúc mừng, trong lúc cùng ly chúc tụng, các khách mời bên trong đại điện cũng đã dần ngồi kín. Đến cuối, trong đại điện bùng lên một luồng sát khí máu tanh mà dũng mãnh, một nhóm người dáng vẻ thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng, trên người đều mặc chiến giáp bước vào trong khu vực trung tâm của đại điện. Là người của Thần Sách Doanh. Trong âm thanh ngạc nhiên vang lên, rất nhanh đã có người nhận ra được lai lịch của nhóm thanh niên này, chính là những nhân tài trẻ tuổi được bồi dưỡng trong quân đội của Thần Sách Doanh của Đế Đô. Bọn họ khác với tông môn, nhân tài được Thần Sách Doanh bồi dưỡng chỉ chú trọng đến thực chiến và máu tanh, tất cả đều có kinh nghiệm chém giết trên chiến trường. Trên tay của mỗi người ít nhất phải có đến hàng nghìn mạng sống, một thân sát khí đáng sợ kia được nuôi dưỡng từ điều này mà ra. Đi đầu là một nam một nữ, tư thế của người nam thẳng tắp, ngũ quan anh tuấn mang theo nét cứng rắn riêng biệt của quân nhân. Người này Lâm Nhất không quen, nhưng người nữ ở bên cạnh thì hắn ngược lại quen biết rất rõ. Liễu Nguyệt cũng có chút bất ngờ, nhưng thoáng suy nghĩ liền hiểu, nàng ta thân là ái nữ của thống lĩnh Thần Sách Doanh. Không đi cùng đám người này thì mới là kỳ lạ. Trong Thần Sách Doanh vẫn có cao thủ, vị công tử cuối cùng trong 8 công tử chính là từ Thần Sách Doanh ra. Người thanh niên dẫn đầu này tên là Nhạc Thanh, nghe nói Thần Sách Doanh muốn bồi dưỡng hắn thành vị công tử cuối cùng tiếp theo. Nhạc Thanh này nhìn tuổi tác không lớn, Long Môn tranh tài 3 năm sau quả thực có khả năng trở thành công tử cuối cùng tiếp theo. Đám đệ tử đặc biệt thích hành động độc lập của Thần Sách Doanh này một khi xuất hiện liền gây nên một trận ồn ào huyên náo, vô cùng bắt mắt. Lúc sắp đi ngang qua chỗ Lạc Phong trưởng lão, Liễu Nguyệt cũng coi như rất tự giác hành lễ với ông ta. Chỉ là ánh mắt rơi trên người Lâm Nhất liền có chút bất thiện, lạnh lùng cười nói, một tên kiếm nô, cũng có thể đường hoàng ngồi ở vị trí trung tâm, cũng không sợ làm mất mặt của Lăng Tiêu Kiếm Các. Chương 963 không ngờ tiểu tử này lại là một kiếm nô. Thù hận của nàng ta và Lâm Nhất cực sâu, có rất nhiều lần muốn lấy lại được uy thế của mình mà bất thành, cơn giận trong lòng không hề nhỏ. Bây giờ, nàng ta ỷ vào việc có Thần Sách Doanh làm chỗ dựa nên không sợ gì nữa, thẳng thừng vạch trần lai lịch của Lâm Nhất ngay trước mặt mọi người. Có điều rõ ràng nàng ta đã đánh giá thấp đối phương rồi, với tâm cảnh của Lâm Nhất. Những lời nói thế này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn. Trong đôi mắt sáng ngời của hắn vẫn là vẻ lạnh nhạt, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Kiếm nô. Trước đây hắn đúng là kiếm nô, hắn chưa từng che giấu xuất thân của mình, cũng chưa từng cảm thấy tự ti. Thì ra thật sự là kiếm nô, lúc trước ta còn thấy dấu ấn trên mi tâm của hắn hơi quen mắt. Nhưng nghĩ đến việc hắn là đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Các cho nên ta cũng không nghĩ nhiều. Chỉ xem như ký hiệu đặc biệt thôi. Thú vị thật, loại người gì Lăng Tiêu Kiếm Các cũng dám dẫn đến, không xem thử đây là nơi nào à? Trong tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa lại đi dẫn một kiếm nô tới, xem ra Lăng Tiêu Kiếm Các chẳng còn ai nữa rồi, ha ha. Thế giới võ đạo, tuy không hay gặp những võ giả có dấu ấn trên mặt nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Lúc trước, mọi người đều không để tâm đến dấu ấn nhỏ màu tím trên mi tâm của Lâm Nhất. Lúc này Liễu Nguyệt nói thẳng ra trước mặt mọi người lập tức dẫn tới một trận xôn xao, nét mặt mọi người nhìn Lâm Nhất cũng trở nên hơi kỳ lạ. Không ngờ tiểu tử này lại là một kiếm nô. Tào Kiệt của Tần Thiên Học Phủ cười châm chọc, đa số người trong Tần Thiên Học Phủ là con cháu thế gia, hắn xuất thân nghèo hèn nên luôn rất tự ti. Hắn ta không ngờ rằng xuất thân của Lâm Nhất còn thấp hơn cả mình, trong lòng chợt có cảm giác sảng khoái khó hiểu. Cũng giống như vẫn chưa giao thủ đã thắng được hắn một bước rồi vậy. Không chỉ hắn ta, rất nhiều đệ tử của Ma Nguyệt Sơn Trang, Huyền Thiên Tông và Hỗn Nguyên Môn đều thoáng sửng sốt, sau đó tỏ vẻ giễu cợt. Mấy người bọn họ, cho dù xuất thân thấp kém thế nào cũng không đến mức đi làm kiếm nô. Một ngày làm kiếm nô, cả đời có dấu ấn, chịu mọi sự nhạo báng. Trong mắt Liễu Nguyệt lộ vẻ đắc ý. Đây chính là hiệu quả mà nàng ta muốn. Đáng tiếc lúc nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Nhất,
trong lòng nàng ta chợt dâng lên cảm giác thất vọng, sau đó cảm giác thất vọng lại nhanh chóng chuyển thành cơn tức. Ngươi cứ giả vờ đi, đợi đến khi Nhạc Thanh giẫm ngươi dưới chân, để xem ngươi còn giả vờ kiểu gì. Chương 964 bái kiến đại hoàng tử. Nụ cười vừa xuất hiện trên mặt Lạc Phong trưởng lão thoáng chốc biến mất, ông ấy sụ mặt xuống, hừ lạnh, chuyện của Lăng Tiêu Kiếm các vẫn chưa đến lượt các ngươi bàn tán. Sau chuyện này, ta sẽ đề nghị với Mai Hộ Pháp đuổi ngươi ra khỏi đan dược điện của kiếm các. Có thể nhận ra Lạc Phong trưởng lão thật sự nổi giận, lúc nghe thấy lời khiêu khích của Hỗn Nguyên Môn, ông ấy cũng có thái độ như bây giờ. Đuổi thì đuổi đi, Lăng Tiêu Kiếm các không bảo vệ được người, Thần Sách Doanh chắc chắn sẽ ra mặt vì người, đại tiểu thư, chúng ta đi thôi. Nhạc Thanh nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt chứa đựng sát khí, dẫn theo một đám người nhanh chóng ngồi vào chỗ. Tiểu sư đệ, khi nãy ngươi ngăn ta lại làm gì, để ta xé rách miệng của tiện nhân kia, xem nàng ta dám khua môi múa mép nữa không? Trong mắt Hân Nhiên lóe lên ý giận, cô ta hơi bực bội, khi nãy Lâm Nhất âm thầm đè tay cô ta, không cho cô ta đứng dậy. Chẳng lẽ sau này người nào nói ta, tỷ đều sẽ đi xé rách miệng của người đó à? Cứ kệ nàng ta đi, kiếm trong tay ta cũng không vì lời của nàng ta mà bớt sắc bén. Lâm Nhất buông chung rượu xuống, phía sau dáng vẻ ung dung là một trái tim hướng kiếm không nhiễm bụi trần. Người đời phỉ báng ta, sỉ nhục cười chê ta, nhưng như thế thì sao? Luôn sẽ có một thanh kiếm không phụ sự hào hứng nhiệt huyết trong lòng ta, không phụ ý chí hiên ngang của ta. Như thế đã đủ rồi. Két. Ngọc môn trong đại điện đột nhiên bị đẩy mở, một đám người đi ra từ bên trong, chủ nhân của bữa tiệc sắp xuất hiện. Có điều người xuất hiện đầu tiên không phải công chúa Phượng Hoa, mà là nhân vật lớn trước đó không ai ngờ tới. Người đó vừa xuất hiện, tiếng xôn xao lập tức biến mất. Thanh niên đi ra từ trong điện có mái tóc đen dài như thác nước, đôi mắt xanh như bầu trời, một khuôn mặt anh tuấn không có chỗ chê, khí chất kiêu ngạo ngông cuồng, trong mắt chứa ý cười nhàn nhạt, quan sát tứ phương chỉ bằng nửa con mắt, khiến người ta có cảm giác rất áp lực. Ngay cả một vài trưởng lão cảnh giới tử phủ của các tông môn cũng cảm thấy kiêng dè trước ánh mắt của thanh niên này. Bái kiến đại hoàng tử. Bái kiến đại hoàng tử. Sau nỗi ngạc nhiên, rất nhiều đệ tử và trưởng lão của các thế lực đồng thời đứng dậy chắp tay hành lễ. Người của tứ đại tông tộc hành lễ càng trịnh trọng hơn. Thanh niên này chính là đại hoàng tử Tần Vũ của đương kim hoàng thất, công tử Phi Vũ trong Bát công tử. Chẳng những địa vị cao quý, còn có thực lực cấp công tử. Những công tử khác không có ở đây, trong thế hệ trẻ tuổi không ai có địa vị cao hơn, chỉ có thể hạ thấp mình trước mặt hắn ta. Tần Vũ vừa xuất hiện đã trở thành nhân vật chính của bữa tiệc, hưởng thụ ánh mắt tôn sùng của người xung quanh. Ngài ấy mạnh thật, rõ ràng còn chưa đột phá đến cảnh giới tử phủ, nhưng lại cho người khác một cảm giác ngài ấy còn mạnh hơn người có cảnh giới tử phủ sơ kỳ không ít. Đương nhiên, Tần Vũ này từng có lịch sử chém chết cao thủ cảnh giới tử phủ đấy, hơn nữa còn chưa dùng tới 10 chiêu. Huyết thống của hoàng thất thể hiện rõ trên người ngài ấy, có ưu thế hơn các công tử khác rất nhiều. Chương 965 không cần đa lễ, mời các vị ngồi. Hắn ta ra đời đã định sẵn sẽ bước tới cảnh giới sau tử phủ, hơn nữa đối mặt với võ giả cảnh giới huyền võ, hắn ta cũng sẽ có lợi thế gần như là áp đảo. Sự chênh lệch của cảnh giới tử phủ và cảnh giới huyền võ còn rộng hơn Hồng Câu gấp mấy lần, cao thủ cảnh giới huyền võ có thể giết chết cao thủ cảnh giới tử phủ, thật sự khiến người ta phải khiếp sợ. Với những hoàng tử khác, trưởng lão của tứ đại tông môn hoàn toàn không cung kính như thế. Nhưng Tần Vũ này lại khiến người ta không dám coi thường, không thể không lễ phép. Lâm Nhất hơi cau mày, để ý thấy sau khi đại hoàng tử xuất hiện, sắc mặt Hân Nhiên và Hân Tuyệt đều có cái gì đó không đúng, giống như đang kiềm chế. Không cần đa lễ, mời các vị ngồi. Lời nói bình tĩnh lại mang đến cho người khác một cảm giác áp bức không thể chối từ, lúc hắn ta nâng tay, sự uy nghiêm trong người cũng thể hiện ra. Hôm nay là sinh nhật của muội muội ta, 5 năm không tổ chức tiệc sinh nhật, không ngờ chư vị lại nể mặt như thế, không ngại gian nan đến tận phủ công chúa, thật là rồng đến nhà tôm. Tần Vũ cười đùa, lời nói không có gì để bắt bẻ, nhưng giọng điệu lại khiến người ta thấy là lạ. Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ,
e rằng Tần Vũ này và công chúa Phượng Hoa không hợp nhau, trong lời nói rõ ràng mang theo ý châm chọc. Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, một công chúa năm nào cũng tổ chức tiệc sinh nhật, kêu gọi thiên tài xuất chúng của các tông môn đến tham gia. Thậm chí còn làm thành một buổi tiệc truyền thống mỗi năm một lần, e rằng không đơn giản chỉ là tiệc sinh nhật, còn có ý khuếch trương tầm ảnh hưởng của mình. Đại hoàng tử là người tranh giành ngôi vị hoàng đế, sâu trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không vui. Tiệc sinh nhật 5 năm rồi mới tổ chức, hắn ta đột nhiên xuất hiện ở đây, e rằng là muốn thăm dò muội muội này của mình, tiện thể uy hiếp luôn. Nhìn thấy vẻ kiêng dè trên mặt người của các tông môn, Tần Vũ rất hài lòng. 5 năm trôi qua, tiếng tăm của mình đã vang dội khắp Đại Tần đế quốc từ lâu, không ai có thể tranh giành với mình. Hắn ta nhìn sơ qua một vòng, xem thử trên tiệc sinh nhật lần này có những thiên tài xuất chúng nào của các tông môn đáng để lôi kéo không. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, muội muội của ta sẽ đến ngay. Tần Vũ cười một tiếng, lặng lẽ lui xuống. Không lâu sau đó, cửa trong điện lại mở ra một lần nữa, một bóng người xinh đẹp xuất hiện. Bóng người đó như có một sức hút vô hình, khiến tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng ta. Người đến mặc váy dài màu trắng, dáng người uyển chuyển, bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn như tuyết, làn da nõn nà, thanh cao thoát tục. Chỉ tiếc khi tất cả mọi người nhìn sang, bàn tay xinh đẹp buông xuống, trên mặt họ đều lộ vẻ thất vọng. Đúng như lời đồn, khăn che mặt đã che khuất nửa khuôn mặt của công chúa Phượng Hoa, chỉ để lộ đôi mắt khiến người ta rung động. Một trái một phải sau lưng nàng ta còn có hai người, bên trái là công tử Lưu Thương của Huyền Thiên Tông, bên phải là ông lão áo xám dáng vẻ uể oải. Chương 966 e rằng tiết mục cuối cùng sắp bắt đầu rồi. 5 năm không gặp, cảm ơn mọi người đến tham gia tiệc sinh nhật của bản công chúa, vô cùng cảm ơn. Công chúa Phượng Hoa hơi khom người, sau khi nàng ta ngồi xuống, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Sau 3 tuần rượu, bắt đầu có người biểu diễn ca múa, cầm sắt hòa thanh, tiếng nhạc nổi lên, tiếng sáo không dứt. Tiếng nhạc kết hợp với vũ cơ đang biểu diễn, bầu không khí dần trở nên sôi nổi. Vũ cơ đều có tu vi không tầm thường, dáng người mềm mại, động tác uyển chuyển. Bọn họ nương theo tiếng nhạc, giải lụa đủ loại màu sắc lúc thì biến thành gợn sóng lượn lên lượn xuống, lúc thì xoay tròn trên không trung tựa như cầu vồng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, không ngừng cảm thán. Nghệ sĩ của phủ công chúa đương nhiên sẽ không tầm thường, các tiết mục đều vô cùng đặc sắc. Nhưng các đệ tử của tông môn thì đều mang tâm trạng nặng nề, càng gần đến cuối, bọn họ càng tập trung hơn. Trong lòng mọi người đều biết những tiết mục trước mắt chỉ là vẻ bề ngoài, một chút món khai vị mà thôi. Tiết mục hay nhất chính là tiết mục giữ đến cuối cùng, đệ tử các tông môn luận bàn với nhau. Đã có người đang thầm tính toán lát nữa sẽ khiêu chiến với ai để mình một bước thành danh. Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn cầm chung rượu lên, nâng ly với Lạc Phong ở phía xa, nụ cười trên mặt trông khá dữ tợn. Hân Tuyệt nhìn sang, lạnh lùng nói, e rằng tiết mục cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Lạc Phong thở dài, lát nữa phải tự cẩn thận, đừng lơ là. Mấy người mang sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu, Hân Nhiên chợt nói, tiểu sư đệ, dường như có rất nhiều người để ý đến người đấy, Tào Kiệt của Tần Thiên Học Phủ, Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh, Tả Vân của Hỗn Nguyên Môn, Bạch Du của Huyền Thiên Tông, ngay cả Tư Tuyết Y cũng nhìn ngươi mấy lần rồi. Lâm Nhất bình tĩnh đáp, không sao. Khác với vẻ bình tĩnh của Lâm Nhất, Lạc Phong trưởng lão tỏ vẻ hơi lo lắng, khi nãy, lời nói của Liễu Nguyệt khiến các tông môn đều giễu cợt, nói Lăng Tiêu kiếm các của ông ấy không có thiên tài, ngay cả một kiếm nô cũng dẫn tới. Trước mắt, rất nhiều tông môn đều chú ý đến Lăng Tiêu kiếm các, ông ấy biết rõ bọn họ có mục đích gì. Tình thế hết sức bất lợi với Lăng Tiêu kiếm các. Lâm Nhất vốn còn hơi mong đợi, nhưng hắn lại tu luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp. Cũng may còn có Long Hổ Quyền, cho dù thua thì cũng không thua khó coi lắm. Nghĩ đến đây, Lạc Phong trưởng lão thầm thở dài, lần dự tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa này, bọn họ vẫn chuẩn bị chưa đủ. Đến giữa trưa, mặt trời lên cao, chiếu xuống cung điện trắng như ngọc, kim quang lấp lánh lóe lên. Chương 967 thắng được ta đã rồi hãy nói. Công chúa Phượng Hoa ngồi trên ghế chủ vị buông chung rượu xuống.
nhẹ giọng nói, tiết mục cuối của tiệc sinh nhất luôn lại buổi so tài trao đổi giữa các tông môn, 5 năm không làm, có lẽ mọi người đã chờ mong buổi tiệc lần này lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng tới. Điều mà chúng ta chờ đợi chính là giờ khắc này, trước đây tiệc sinh nhật mỗi năm của công chúa đều có yêu nghiệt mới xuất hiện, một bước thành danh, năm nay không biết là ai đây. Có người thắng cũng sẽ có người thua, năm nay không biết người thắng là ai, nhưng Lăng Tiêu Kiếm Các đã thua một nửa rồi. Kha kha, ai mà ngờ thiên tài của Lăng Tiêu Kiếm Các lại là một tên kiếm nô chứ? Sao không nhìn xem đây là trường hợp gì mà dẫn kiếm nô tới tham gia? Nếu không vì công chúa rộng lượng, truy cứu tới cũng xem như sai lầm không nhỏ rồi. Nói ít thôi, dù sao Lăng Tiêu Kiếm Các cũng là tông môn lớn đấy, chúng ta không đụng vào được đâu. Rất nhiều giọng nói truyền tới từ xung quanh, ngoài ý mỏi mắt mong chờ còn có những giọng nói không hài lòng. Công chúa Phượng Hoa đảo mắt, xung quanh yên tĩnh trở lại, nàng ta nhẹ giọng nói, luận bàn phải biết điểm dừng, không được cố ý đả thương người khác. Ngoài ra cũng không thể sử dụng bảo khí, chỉ thế thôi, bắt đầu đi. Vèo. Nàng ta vừa dứt lời, một bóng người lập tức nhảy ra từ chỗ của Hỗn Nguyên Môn, chính là thanh niên áo tím muốn đối chiến với Hân Nhiên sư tỷ trước đó. Hắn ta nhìn về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, cười nói, tại hạ là Trần Nham của Hỗn Nguyên Môn, không biết Hân Nhiên của Lăng Tiêu Kiếm Các có dám đấu với ta một trận không? Bắt đầu rồi. Hỗn Nguyên Môn quả nhiên không đợi được, vừa bắt đầu đã khai đao với Lăng Tiêu Kiếm Các. Đối phó với ngươi, không cần sư tỷ phải ra tay. Vụt. Một bóng người bay lên, là đệ tử Đường Thông của Kiếm Các, Hân Nhiên là người đứng thứ ba trong tứ đại cao thủ, đương nhiên không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu chiến, mấy người Đường Thông và Đinh Nham đến là để ra mặt cho cô ta. Trong mắt Trần Nham lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng không quá bất ngờ. Hắn ta giễu cợt, Hân Nhiên không dám lên nên phái ra một con chốt thí sao? Thắng được ta đã rồi hãy nói. Đối phương phách lối như vậy khiến Đường Thông tỏ vẻ tức giận, lạnh lùng nói, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi trong vòng 10 chiêu. Chương 968 sợ là, còn không đến 10 chiêu. Trong mắt Trần Nham giạt rào vẻ tự tin, khẽ giọng cười nói. Sắc mặt Đường Thông thoáng cứng lại, trầm giọng đáp, ta ngược lại muốn xem. Trong vòng 10 chiêu ngươi làm cách nào để đánh bại ta? Soạt. Lời vừa dứt, Đường Thông tuốt kiếm khỏi vỏ, Thủy Nguyệt kiếm thế bỗng nhiên tràn ra, lập tức giết về phía đối phương. Thủy Nguyệt kiếm pháp của hắn ta đã đại thành từ lâu, không đến mức lúc yếu lúc mạnh, mới nhìn thì kiếm thế còn khá là sắc bén. Một kiếm tấn công, chân nguyên sao động, kiếm mang lạnh lẽo tràn ngập từng luồng hàn mang. Trần Nham chỉ cười mà không nói. Xương cốt khắp người đột nhiên vang lên răng rắc, sức mạnh long tượng cổ xưa tràn ra, thanh uy bộc phát cực kỳ kinh người, khí thế tăng vọt, vung ra một quyền. Quỳnh! Thanh âm vang vọng, như thể tiếng sấm rền giữa đồng bằng, khiến màng nhĩ người ta rung lên không ngừng. Kiếm thế còn chưa kịp đến gần Trần Nham đã bị một quyền này đánh nát, trong không trung nổi lên từng tầng sóng lăn tăn giống như sóng nước lan ra. Không hay! Lạc Phong trưởng lão nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm kêu một tiếng, nguy rồi. Long tượng chiến thể quyết của Trần Nham này lại đáng sợ đến như vậy, vung một quyền ra đã có thánh âm vang lên, ít nhất phải tu luyện được đến tầng thứ ba rồi. He he, lại tiếp một quyền của ta. Trong tiếng hét điên cuồng, trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Trần Nham mặc kệ kiếm thế mênh mang đang ngưng tụ lại một lần nữa của Đường Thông. Hắn ta giống như một con man thú. Và đập lung tung lao đến, quyền mang bùng lên, dứt khỏa đánh thẳng vào mũi kiếm. Keng! Bỗng nhiên tiếng kim loại va chạm vang lên, trong lòng Đường Thông kinh hãi hết sức, trường kiếm trong tay suýt chút nữa bị đánh bay ra ngoài. Mạnh quá, quyền pháp này của đối phương quả thật là khắc tinh với Thủy Nguyệt kiếm pháp của hắn ta. Đối phương dùng nhục thân không ngừng áp sát lại khiến một thân thực lực của hắn chẳng thể phát huy được hết 5 phần. Tiếp nữa! Trần Nham bật cười điên cuồng một tiếng, sức mạnh long tượng bao trùm khắp người tựa như luồng ánh sáng tím kia đã biến thành thực thể. Uỳnh uỳnh uỳnh. Quyền mang nổ tung, Trần Nham không ngừng áp sát, lấy nhục thân khủng bố để chặn lại kiếm mang đang sao động mà lại chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Trong lòng Lâm Nhất thoáng vẻ bất đắc dĩ,
hắn biết đường thông sư huynh bại trận chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sợ là, còn không đến 10 chiêu. Nếu như hắn ta có thể nắm được chân ý của Thủy Nguyệt kiếm pháp, lấy nhu khắc cương, liền có thể âm thầm phá vỡ được tuyến phòng ngự chắc chắn như cái mai rùa kia. Đáng tiếc, một bộ kiếm pháp tuyệt vời lại bị hắn ta luyện đến lệch lạc. Phụt. Sau 8 chiêu, Trần Nham lấy thân mình áp sát về phía trước đã tung một quyền trúng ngực đường thông, khiến hắn ta bị chấn động ói máu bay thẳng ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, sắc mặt tái mét, tay sách trường kiếm đang định chiến đấu tiếp. Chương 969 Hân Nghiên ứng chiến rồi. Phượng Hoa công chúa ngồi ở vị trí chủ tọa hờ hững nói, đến giới hạn thì dừng, người đã thua rồi, tiếp tục đấu nữa cũng không thay đổi được gì. Đường thông trở về đi. Sắc mặt Lạc Phong trưởng lão hơi khó coi, không những bại mà còn bại nhanh như vậy. Lời nói này của Phượng Hoa công chúa lại càng khiến ông ta cảm thấy chẳng có chỗ nào để giấu mặt nữa, ý tứ trong lời nói này rõ ràng là nếu tiếp tục đánh nữa thì chỉ có tự rước nhục mà thôi. Còn chưa dùng hết 10 chiêu, Thủy Nguyệt kiếm pháp chẳng qua cũng thường thường, Lăng Tiêu kiếm các tự xưng là đệ nhất kiếm đạo của đế quốc Đại Tần, ta thấy cũng chỉ là hư danh thôi. Lông mày Trần Nham nhướng lên, lạnh lùng quát, hoa hồng máu Hân Nghiên, cô còn không ra tay nữa, ta sẽ coi như Lăng Tiêu kiếm các hết người rồi đó. Chưa đến 10 chiêu, đánh bại đường thông. Trần Nham trước đó chưa từng có ai nghe danh nhưng lại chính là một hắc mã đầy thực lực, chẳng trách lại tự tin như thế, dám đứng ra đánh trận đầu. Bây giờ lại khiêu chiến Hân Nghiên, bất kể là Hân Nghiên có đi ra ứng chiến hay không, thế cục của Lăng Tiêu kiếm các đã trở nên gay gâu rồi. Nếu ứng chiến, đường đường là một trong tứ đại cao thủ của tầng lớp thứ ba lại bị một kẻ ưu tú mới nổi ép phải ra tay. Không nghi ngờ gì đã chứng thực lời nói của Trần Nham, Lăng Tiêu kiếm các quả thực đã hết người rồi, đến một nhân vật ưu tú mới nổi của Hỗn Nguyên môn cũng không ngăn được. Còn nếu không ứng chiến, nếu như Đinh Nham và Vương Tranh lại bại dưới tay hắn, vậy thì Trần Nham quả thực đã một bước bay lên tận trời xanh, đánh vào mặt của Lăng Tiêu kiếm các một cái vang dội. Hỗn Nguyên môn trưởng lão Văn Ngạn Bác trên mặt lộ ra ý cười hài lòng, không ngờ trước đó chưa từng coi trọng Trần Nham mà hắn ta lại giúp Hỗn Nguyên môn có được sự mở đầu tươi sáng và đầy bất ngờ như vậy. Thỏa ước nguyện của ngươi. Trong Lăng Tiêu kiếm các, Hân Nghiên trầm sắc mặt, bật người bay lên không trung sau đó vững vàng đáp xuống chính giữa điện. Trần Nham liếm liếm môi nhìn Hân Nghiên với thân hình nóng bỏng đứng cách đó hơn 10 bước. Nữ nhân này là thứ đồ tốt. Trong đế quốc Đại Tần có không biết bao nhiêu đàn ông đều thèm muốn được đè cô ta bên dưới người mình. Đáng tiếc, gần như chẳng có ngoại lệ nào, đều đã phải chết dưới kiếm của cô ta. Danh xưng hoa hồng máu cũng từ đây mà ra. Hoa hồng có gai, trên gai nhuốm máu, hoa mặc dù kiều diễm, có thể ngắm từ xa nhưng không thể chơi đùa. Hân Nghiên ứng chiến rồi. Không ngờ mà. Lăng Tiêu kiếm các vậy mà lại để một kẻ không có tiếng tăm gì ép đến bước đường này, đúng là thê thảm. Chậc chậc, hơi thảm một chút. Đừng nói nữa, tập trung thưởng thức đi. Bất kể thế nào, thực lực của Hân Nghiên là quá rõ ràng, đâu phải hạng chỉ có hư danh. Hoa hồng máu Hân Nghiên, không chỉ có danh tiếng lẫy lừng ở Lăng Tiêu kiếm các mà còn cả ở đế quốc Đại Tần. Sau khi lên đài, ngay lập tức đã trở thành tiêu điểm khiến tất cả mọi người đều mong chờ. Trong mắt Trần Nham thoáng qua vẻ sôi sục, cười nói, uy danh hoa hồng máu tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có thể giao đấu cùng cô, quả thực vô cùng vinh hạnh. Hôm nay nếu ta thua thì cũng không uổng công chuyến đi này, nếu có thể may mắn thắng được, tại hạ cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Chương 970 đáng ghét. Hắn ta là một người rất có tâm cơ, đầu tiên là chụp cho Hân Nghiên một cái mũ thật to, bản thân sau đây nếu có thua thì cũng là hậu bối khiêu chiến tiền bối. Chẳng xấu mặt. Nhưng nếu như thắng, cũng tức là đã coi Hân Nghiên như một chiếc bàn đạp, còn thua cả hậu bối, nếu truyền ra ngoài thì chắc chắn danh tiếng sẽ phải chịu thiệt rất nhiều. Ra tay đi, đừng phí lời. Hân Nghiên khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát. Được rồi, xin tiểu thư Hân Nghiên hạ thủ lưu tình. Viêm Vân Toàn, nộ diễm cuồng thiêu. Trần Nham cười he he. Khi luồng sức mạnh long tượng cổ xưa tràn ra khắp toàn thân, chân nguyên khắp người đồng thời sao động. Khi chân nguyên và khí lực dung hòa với nhau,
bàn chân hắn đạp mạnh một cái lên nền đất, sau đó bật người bay lên vung ra một quyền. Ào! Giây phút khi hắn bay lên, phía sau lưng hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa ngưng tụ thành một vùng biển mây. Mây nóng bao trùm, thế quyền mênh mông, giống như một ngọn lửa điên cuồng giận dữ, không ngừng thiêu đốt, bốc cháy hừng hực. Khiến người ta kinh hãi nhất là, sau khi hắn tung quyền, cơ thể bật lên không trung trông không khác gì một con long mã thượng cổ. Có khí thế phi nhanh như long mã, vô cùng đáng sợ. Giỏi lắm nhóc. Tất cả mọi người đứng xem quyết đấu đều hít một hơi thật sâu đầy sợ hãi, sắc mặt cũng đầy vẻ kinh hoàng. Trần Nham này luôn mồm nói cái gì mà hạ thủ lưu tình, trong khi bản thân ra tay thì chiêu nào chiêu nấy đều đòi mạng người ta. Rõ ràng là muốn tốc chiến tốc thắng, không trừ lại đường sống cho Hân Nghiên, muốn một chiêu làm loạn tiết tấu của Hân Nghiên. Tất cả mọi người đều cẩn thận suy nghĩ lại, người này quả thực thông minh, nếu như so về kinh nghiệm chiến đấu thì hắn ta chắc chắn không bằng Hân Nghiên. Duy chỉ có tốc chiến tốc thắng, lợi dụng ưu thế nhục thân, làm loạn thế cục, sau đó giành được chiến thắng trong sự hỗn loạn. Đáy mắt Hân Nghiên cực kỳ lạnh lùng, không hề vì lời nói của đối phương mà gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Một luồng hàn ý bỗng ngưng tụ lại trên người cô ta, hóa thành luồng gió lạnh buốt, thấm sâu vào tận xương cốt, khiến người ta bất giác rùng mình. Trong lúc nguy cấp, cô ta liên tục xuất ra ba kiếm, kiếm sau hung hãn hơn kiếm trước. Trên thân kiếm, ngọn lửa máu đầy băng lạnh bốc cháy hừng hực, huyết đó như băng, tỏa sáng lấp lánh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong tiếng nổ đinh tai, quyền mang còn chưa áp sát đến người Hân Nghiên đã bị đâm cho thủng lỗ chỗ. Chỉ với ba kiếm, mà một quyền nhìn có vẻ đáng sợ như vậy đã bị hóa giải một cách dễ dàng trong tay Hân Nghiên. Đáng ghét. Đáy mắt Trần Nham thoáng vẻ bất ngờ, hắn ta mặc dù không hy vọng một quyền là có thể làm loạn đi tiết tấu của Hân Nghiên. Nhưng cũng không ngờ được, một quyền được hắn ta dốc sức chuẩn bị như vậy mà lại đầy sơ hở trong mắt Hân Nghiên. Chẳng qua như vậy mới thú vị, nếu dễ dàng thắng lợi thì lại có ý nghĩa gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.